Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Động. Tập 114. Chương 1131, Huyền Minh Tông. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại trên tử sắc thiết phiến một chút rồi chậm rãi quay đầu. Ở phía sau có một thanh niên áo trắng vẻ mặt mỉm cười đi tới. Nụ cười của hắn toát ra khí tức âm nhu. Phía sau thanh niên áo trắng có ba lão giả theo sát. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua ba người này liền trở nên ngưng trọng. Hai người trong đó bộc phát khí tức mạnh mẽ, thực lực hiển nhiên đạt đến bát tinh đấu tông. Lão giả còn lại đứng trước hai người khiến cho Tiêu Viêm giật thót. Đấu tôn. Vị lão giả này cử chỉ ung dung nhàn nhã, hai tay thu vào trong tay áo trông như một lão đầu bình thường. Nhưng bằng vào cảm giác nhạy cảm từ linh hồn, Tiêu Viêm nhận ra được thực lực lão giả này đã đột phá đến đấu tôn. Thanh niên áo trắng đột nhiên nhúng tay vào khiến cho ánh mắt những người ở đây đều kinh ngạc. Đến khi những người này nhìn thấy ba lão giả phía sau thanh niên áo trắng thì họ còn kinh ngạc hơn. Đi ra bên ngoài ngao du lại có thể mang theo đội hình như vậy, xem ra bối cảnh đám người này cũng rất khá. Ha ha, vị bằng hữu này, ta trả gấp đôi giá ngươi đã trả để mua mảnh đồng này, ngươi có thể đổi lại cho ta không? Thanh niên áo trắng hướng về phía Tiêu Viêm cười cười, tử sắc thiết phiến trong tay vẫn đính thật chặt lên mảnh đồng, không có dấu hiệu nào cho thấy thiết phiến sẽ rời ra. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng, một lát sau liền chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, không thể. Tiếng nói vừa dứt, hai ngón tay Tiêu Viêm gấp khúc lại gảy nhẹ lên tử sắc thiết phiến. Một lực đạo mờ ám được xúc tích bỗng bộc phát chấn bay thiết phiến, bàn tay Tiêu Viêm nhanh như chớp chộp lấy mảnh đồng. Tiêu Viêm đột nhiên ra tay khiến ánh mắt thanh niên áo trắng lạnh hẳn. Hắn ra tay cũng rất nhanh, ngón tay giữ thiết phiến bắn ra, nghe vù một tiếng, tử sắc thiết phiến mở ra, mặt phiến như đao phong hướng bàn tay Tiêu Viêm cắt qua, kinh khí bén nhọn cũng cắt không gian, ra thành một cái khe rất nhỏ. Đối mặt với phản kích mạnh mẽ và tàn nhẫn của thanh niên áo trắng, sắc mặt Tiêu Viêm cũng không thay đổi. Hắn bấm tay trên mảnh đồng một chút rồi đột nhiên rút trở về, khẽ vỗ tay tạo nên tử sắc kình khí đập mạnh lên tử sắc thiết phiến kia. Bộp, bộp, thanh âm trầm thấp vang dội cả tầng lầu. Dưới một chưởng này của Tiêu Viêm, tử sắc thiết phiến nặng nề găm chặt trên ngọc đài. Không đợi cho thanh niên áo trắng rút ngọc phiến ra, một luồng lực đạo mạnh mẽ nhanh như chớp vồ tới trước mặt thanh niên áo trắng. Đối mặt với luồng lực đạo mạnh mẽ này của Tiêu Viêm, sắc mặt thanh niên áo trắng hơi trầm xuống. Lúc này, hắn chỉ có thể buông thiết phiến ra, lùi lại hai bước mới kịp né tránh luồng lực đạo của Tiêu Viêm. Tiểu tử càn rỡ, lúc thanh niên áo trắng lui ra sau, sắc mặt hai gã bát tinh đấu tông sau hắn âm trầm vô cùng. Hai người bọn hắn bước tới trước mặt Tiêu Viêm, song trưởng như ưng chảo trực tiếp chảo qua bả vai Tiêu Viêm. Hai người bọn họ vừa mới ra tay, Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả liền như quỷ mị, từ trong hư vô chậm rãi hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Tiểu Y Tiên cười lạnh một tiếng, bấm tay tạo ra hai luồng khí xám hung hăng lao về phía hai lão giả kia. Đối mặt với khí xám kia, sắc mặt của lão giả đấu tôn chưa từng ra tay bên thanh niên áo trắng hơi đổi, nhanh chóng tung ra song trưởng đón đỡ. Không gian bởi vì lần giao thủ này của hai người cũng trở nên vặn vẹo. Tuy khí xám bị ngăn cản, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn như cũ mang theo một luồng tinh phong lặng lẽ chui vào trong mũi hai lão giả kia. Lập tức, đấu khí trong cơ thể hai lão giả này rối loạn một hồi. Sắc mặt hai lão giả nhất thời kinh hãi, vội vàng lui về sau áp chế đấu khí dữ dội bạo động trong cơ thể. Sao? Còn muốn cường đoạt nữa không? Giáo huấn xong hai lão giả kia, Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn thanh niên áo trắng cùng lão giả còn lại, thản nhiên, nói. Hai lão giả kia được lão giả đấu tôn kéo lui, tình huống vừa xuất hiện mới rồi khiến cho hai lão đổ mồ hôi lạnh. Tuy thực lực hai người không tệ, nhưng bọn họ có thể cảm giác được sức mạnh khủng bố của hai người Tiểu Y Tiên. Cho nên, những lời bọn họ định nói đều nuốt xuống hết. Hai gã đấu tôn, lần này tựa hồ đá trúng thiết bản rồi. Ánh mắt thanh niên áo trắng hung hăng nhìn hai người Tiểu Y Tiên. Một lát sau, hắn cười một tiếng, hướng về Tiêu Viêm, nói, tại hạ Huyền Minh Tông thần nhàn, không biết đại danh quý tính của các hạ là. Huyền Minh Tông, nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm vừa động. Hôm nay, hắn tương đối hiểu một vài thế lực của Trung Châu. Môn phái Huyền Minh Tông này, danh tiếng không kém Băng Hà Cốc, thậm chí còn hơn.
Bởi vì, sau lưng Huyền Minh Tông chính là một trong hai tông môn danh dương đại lục Thiên Minh Tông. Các thế lực ở Trung Châu rất rắc rối, phức tạp. Cái gọi là Nhất Điện, Nhất Tháp, Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phương Các cũng không thể khái quát hoàn toàn tất cả các thế lực ở Trung Châu. Trung Châu bao la rộng lớn, có không ít thế lực bí ẩn có thể so sánh với các thế lực khác. Trừ Hồn Điện và Đan Tháp ra, thậm chí không thiếu những thế lực tựa như cổ tộc, cho dù là Hồn Điện hay Đan Tháp cũng không dám khinh thường họ. Thiên Minh Tông dưới trướng chia thành 3 tông môn, đại lục xưng là Tam Tông. Mà Huyền Minh Tông này chính là một trong số đó. Thế lực Huyền Minh Tông so với Băng Hà Cốc một chút cũng không kém. Dù không cấp mặt mũi cho Huyền Minh Tông nhưng cũng phải cấp một ít cho Thiên Minh Tông. Tông môn cổ xưa được truyền thừa gần ngàn năm này, thực lực trong đó cũng không phải chuyện đùa. Vô danh tiểu bối mà thôi, không nhọc các hạ quan tâm. Mảnh đông này là ta để ý trước, tạm thời còn chưa có ý chuyển nhượng. Mặc dù biết Huyền Minh Tông không phải hạng vô danh gì, nhưng Tiêu Viêm cũng không có khả năng vì tông môn này mà phải đem mảnh đồng cấp cho đối phương. Bản thân hắn ngay cả Hồn Điện còn không sợ, giá gì Huyền Minh Tông. Đối với lời nói không khách khí chút nào của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt âm nhu của Thần Nhàn thoát hiện vẻ âm trầm. Chợt hắn cười lạnh, ánh mắt chuyển hướng đến lão nhân áo xám. Bởi vì lúc trước mảnh đồng ở trên tay Tiêu Viêm đã rơi lại vào trong tay người này. Chỉ cần ngươi đem mảnh đồng cho đổi cho ta, mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu, ta cũng trả giá gấp đôi. Đối với lời nói đầy hào sảng này của Thần Nhàn, trong mắt Tiêu Viêm hiện qua chút lãnh ý. Người này quả thật là được voi đòi tiên. Lão nhân áo xám vuốt mảnh đồng trong tay, ánh mắt hăng hái nhìn Tiêu Viêm cùng Thần Nhàn. Một lát sau lão mới cầm mảnh đồng đưa cho Tiêu Viêm, cười nói mọi việc phải có thứ tự trước sau. Lão đầu tử ta không phải cái loại thấy tiền sáng mắt. Vật trao đổi của hắn ta đã nhận rồi, tự nhiên sẽ không bán lại cho người khác. Tiếp nhận mảnh đồng, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm hiện lên nét tươi cười. Hắn ôm quyền hướng về lão nhân áo xám, cười nói, đa tạ lão tiên sinh. Lão nhân áo xám phất tay, nói, nơi này là địa bàn của Đan Tháp, ta không tin có ai có thể ở đây dương oai. Đừng nói là Huyền Minh Tông, cho dù người của Thiên Minh Tông đến đây cũng phải thu liễm lại. Sau khi lão nhân áo xám nói xong, khuôn mặt âm nhu của Thần Nhàn hiện lên vẻ khó chịu vô cùng. Ánh mắt hắn lạnh băng liếc nhìn lão rồi chuyển hướng nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói, các hạ, thêm một bằng hữu còn hơn thêm một kẻ thù. Vì một thứ không minh bạch mà đắc tội với người khác, thật không có lý trí đâu. Tiêu Viêm cười cười, thu mảnh đồng trước mặt Thần Nhàn vào nạp giới, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói, xin lỗi, ta nghĩ không có phúc trở thành bằng hữu của các hạ. Thứ này ta rất quan tâm, chẳng qua nếu như ngươi có thể kiên nhẫn chờ đợi, không chừng ta sẽ miễn phí tặng cho ngươi. Lời nói trước sau như, một lần nữa Tiêu Viêm chắp tay hướng về phía lão nhân áo xám, sau đó liền cất bước đi xuống tầng dưới. Khi mà Tiêu Viêm chuẩn bị đi khỏi, hai lão già mới vừa chịu thiệt kia lại lao ra ngăn cản đường đi của hắn. Đường đi bị chặn lại, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm dần thu liễm. Không chờ hắn mở miệng, hai cỗ khí tức mạnh mẽ chậm rãi từ trong cơ thể hai người tiểu y tiên xông ra. Ba bước nữa, không cút đi, chết. Hai tròng mắt nâu tím của tiểu y tiên lạnh băng, chăm chú nhìn vào hai lão giả đang cản đường, cất lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng chất chứa sát ý vô tận. Mọi người trên lầu đều bị cỗ khí tức mạnh mẽ này hấp dẫn tiến đến, nhưng bọn họ cũng không tỏ ra kinh ngạc với khí thế của đấu tôn. Những người có thể đạt đến được tầng này đều có nhãn lực rất cao, cho dù là cường giả đấu tôn cũng thường xuyên nhìn thấy. Cho nên cảm nhận được khí tức của tiểu y tiên, bọn họ cũng không cảm thấy ngạc nhiên mấy. Đối mặt với hai cỗ khí tức đáng sợ từ hai người tiểu y tiên, sắc mặt hai lão giả biến đổi. Dưới áp bách như thế này, bọn họ lập tức lui lại như phản xạ có điều kiện. Bởi vì trong lúc mơ hồ, bọn họ biết nếu chậm một giây thôi thì có lẽ hai người bọn hắn thật sự biến thành một thân thể lạnh băng nằm ở trên này. Tiêu Viêm liếc nhìn hai lão giả đang lui về, sau đó nghiêng đầu, nheo mắt nhìn lại trên người Thần Nhàn. Hai người đối diện nhìn nhau trong chốc lát, Tiêu Viêm mới thấp giọng nói, đừng nên trêu chọc ta. Nếu không e rằng ngươi không còn mạng rời khỏi đan vực đâu, tin ta. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý vẻ âm trầm trên gương mặt Thần Nhàn, xoay người bước về thông đạo thông xuống tầng dưới. Sau đó, Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả và Diệp Trọng ở bên cạnh cũng vội vàng đi theo.
Ánh mắt Thần Nhàn âm trầm nhìn đoàn người Tiêu Viêm đi xa cho đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt, khóe miệng hắn chậm rãi hé ra nụ cười âm trầm. Huyền lão, điều tra bối cảnh người này một chút. Ha ha, bị uy hiếp như vậy thiếu gia ta mấy năm rồi còn chưa gặp, có ý tứ. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1132, Dựng Linh Phấn Trần. Đoàn người Tiêu Viêm thuận lợi rời khỏi tầng cao nhất, sau khi đi đến cuối thông đạo dẫn xuống tầng lầu. Tiêu Viêm dừng lại nghiêng đầu nhìn thấy Diệp Trọng chau mày, cười nói, Diệp Trọng trưởng lão đang lo lắng những tên đó. Nghe vậy, Diệp Trọng cười khổ gật đầu, thở dài nói, thế lực Huyền Minh Tông không kém. Không nghĩ tới lại gặp bọn họ ở chỗ này. Nhìn những tên hộ vệ của Bạch Y nam tử kia thì hẳn là hắn phải có địa vị không thấp ở Huyền Minh Tông. Hôm nay chúng ta đắc tội hắn, lấy phong cách có thù tất báo của Huyền Minh Tông, sợ rằng hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Viêm cười nhạt, nói, chuyện này ta cũng hết cách nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Hắn nếu có thủ đoạn gì, ta liền bồi tiếp. Tiêu Viêm hôm nay không phải không có tư cách nói những lời như vậy. Dựa vào thực lực của hắn hiện tại đã không còn e sợ bất kỳ kẻ nào ở dưới đấu tôn rồi. Hơn nữa nếu cần liều mạng, hủy diệt hỏa liên của hắn sẽ khiến cho bất kỳ cường giả đấu tôn nào cũng phải tạm lánh phong mang. Huống chi, bên cạnh hắn hiện tại còn có hai cường giả đấu tôn hàng thật giá thật. Đội hình bậc này cũng đã đủ để so sánh với một vài thế lực nhất lưu. Tuy bối cảnh Huyền Minh Tông không kém nhưng dựa vào tính cách của Tiêu Viêm, hắn tự nhiên không bao giờ đưa mảnh đồng cho tên Thần Nhàn kia. Nếu song phương đều không nhường nhịn, xảy ra xung đột là chuyện tất yếu. Nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, Diệp Trọng bèn không nói gì nữa. Trải qua những chuyện từ trước đến nay, hắn vẫn cho rằng Tiêu Viêm có bối cảnh vô cùng mạnh mẽ, nếu không sao có thể khiến cho cường giả như Băng Hà cũng phải thối lui. Tiêu Viêm không hề biết những suy nghĩ trong lòng Diệp Trọng. Sau khi rời khỏi thông đạo, loay hoay một lát ở tầng 2, đoàn người Tiêu Viêm cũng tìm được Hân Lam, nàng đã lập được một quầy hàng. Hân Lam đang chờ đợi đến phát chán, khi nhìn thấy đoàn người Tiêu Viêm thì gương mặt nàng mừng rỡ không thôi, vội vàng đứng dậy. Sao rồi? Tiêu Viêm cười, hỏi, hắc hắc, lão gia hỏa kia cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp cùng chúng ta. Hân Lam vừa cười hắc hắc vừa nói, nàng lướt nhìn lão già áo đỏ cách bọn họ không xa. Có thu được những thứ khác không? Tiêu Viêm cười hỏi. Không, vạn niên linh đằng như lời ngươi nói chính là một dược liệu vô cùng quý hiếm. Ta hỏi qua không ít người ở đây nhưng bọn họ đều không có. Hân Lam lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Viêm gật đầu, kết quả này hắn cũng đã đoán được. Dù sao, vạn niên thanh linh đằng quả thật rất hiếm. Hơn nữa thứ này vốn dùng để luyện chế đan dược cao cấp. Cho dù những người ở đây có thì bọn họ cũng rất ít khi lấy nó ra trao đổi. Trong lúc chờ Hân Lam dọn dẹp gian hàng, Tiêu Viêm xoay người tiến về phía lão già áo đỏ cười cười. Sau đó, Tiêu Viêm lấy một cái bình ngọc từ trong nạp giới ra, nói, đừng nói là ta ăn lời. Đây là một viên tố tâm đan, dùng nó đổi lấy huyết tinh yêu quả, ngươi buôn bán có lãi rồi nha. Nghe thấy Tiêu Viêm lấy tố tâm đan ra đổi, nụ cười khổ trên khuôn mặt lão áo đỏ nhất thời tiêu tán. Lão vội vàng nhận lấy bình ngọc, cẩn thận đổ đan dược ra nghiêm khắc kiểm tra một phen, sau đó mới hài lòng gật đầu. Về sau, nếu như có ba loại dược liệu huyết tinh yêu quả, vạn niên thanh linh đằng và tuyết cốt sâm hãy đến Diệp viện tìm ta đều muốn có chúng. Giá cả ta đưa ra tuyệt đối sẽ khiến ngươi hài lòng. Tiêu Viêm tiện tay cầm lấy hộp ngọc trên thủy tinh đài, ngón tay hắn sờ lên huyết tinh yêu quả. Một cảm giác thanh lương nhất thời tràn ngập tỏa ra từ đầu ngón tay Tiêu Viêm. Hắn lúc này mới gật đầu, thu hộp ngọc vào nạp giới rồi cười nhạt nói với lão. Nghe vậy, lão áo đỏ cũng gật đầu. Tố tâm đan đối với luyện dược sư có trợ giúp không nhỏ. Hơn nữa, chủ yếu là khi luyện dược luôn bị chi phối và nhiễu loạn bởi ngoại cảnh nên dù đã đạt đến luyện dược sư thất phẩm trung cấp, tỷ lệ luyện chế đan dược thành công của họ vẫn tương đối thấp. Chính vì điều này mới đưa đến việc tố tâm đan có giá trị rất cao. Dùng những dược liệu này để đổi lấy tố tâm đan coi như hắn đã chiếm được không ít tiện nghi. Sau khi dặn dò lão nhân áo đỏ, Tiêu Viêm cũng không nấn ná thêm bèn dẫn mọi người trực tiếp đi xuống tầng 1. Sau đó, đoàn người lập tức rời khỏi giao dịch hội luyện dược sư trở về Diệp viện. Vừa về tới Diệp viện,
Tiêu Viêm bảo bọn người Diệp Trọng đóng chặt cửa lại. Sau đó, hắn mang theo hai người Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả đi thẳng vào trong phòng. Bên trong gian phòng, ba người súm lại bên bàn. Ở đó đã xuất hiện mảnh đồng vừa trao đổi được từ giao dịch hội luyện dược sư vừa rồi. Mảnh đồng ánh lên màu vàng nhạt, bên trên có không ít những ký tự vòng vèo loằng ngoằng như con giun có màu đồng xanh. Chính những ký tự này vừa vặn che đi đồ văn trên mảnh đồng. Diệu lão tiên sinh, ông xác định vật này có giá trị vượt xa phương thuốc luyện chế tố tâm đan sao? Tiêu Viêm chú mục quan sát mảnh đồng bình thường đến không thể bình thường hơn nữa này. Hắn đã sử dụng đủ mọi thủ đoạn, thậm chí đồ văn trên mảnh đồng hắn cũng đã cẩn thận nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng vẫn không nhận được nửa điểm tin tức hữu dụng nào. Thiên Hỏa Tôn giả mỉm cười nhìn Tiêu Viêm sử dụng đủ mọi thủ đoạn nhưng vẫn không có kết quả. Ông ta bèn cười hai tiếng, tỏ vẻ bí hiểm nói, tiểu tử, nếu như bí mật trên mảnh đồng này dễ dàng bị phá như vậy, sao có thể tiện nghi lọt vào trong tay ngươi chứ? Nhìn bộ dáng này của Thiên Hỏa Tôn giả, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ, nói, vậy phiền Diệu lão tiên sinh nói cho tiểu tử biết vật này đến tột cùng có gì hấp dẫn. Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả lúc này mới đắc ý cười rộ, lấy mảnh đồng đặt vào trong lòng bàn tay, sau đó hướng về phía ngọn đèn dầu, giơ giơ lên cho Tiêu Viêm nhìn, nói, có thấy gì không? Ánh mắt Tiêu Viêm cẩn thận ngó chừng mảnh đồng, lúc ngọn đèn dầu phản xạ ra. Hắn chỉ có thể nhìn thấy những ký tự cong ngoằn ngoèo như con giun màu đồng xanh, liền bất đắc dĩ lắc đầu, Diệu lão tiên sinh, ông đừng có thừa nước đục thả câu nữa, thật không có tính nhẫn nại. Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu, chợt hai ngón tay lão co lại ngưng tụ thành một luồng đấu khí, hóa thành một cây châm nhỏ, lão cẩn thận cắm cây châm lên những ký tự ngoằn ngoèo trên mảnh đồng. Sau khi được Thiên Hỏa Tôn giả cẩn thận thúc giục, những ký tự ngoằn ngoèo màu đồng xanh kia bắt đầu từ từ chóc ra, toàn bộ đều rơi trên mặt bàn. Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Viêm ở bên cạnh nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả làm vậy, liền đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Đối với vẻ mờ mịt nghi hoặc của hai người, Thiên Hỏa Tôn giả cũng không hề đếm xỉa gì. Sau khi hao tốn gần nửa canh giờ, lão mới hoàn toàn loại bỏ những ký tự ngoằn ngoèo trên mảnh đồng. Trong khi hai người Tiêu Viêm cho là ông ta đã giải mã xong bí ẩn của mảnh đồng, Thiên Hỏa Tôn giả tùy ý ném mảnh đồng đưa cho Tiêu Viêm dưới vẻ kinh ngạc đến không ngờ của hai người Tiêu Viêm. Này, cầm lấy! Khóe miệng Tiêu Viêm co giật nhìn hành động này của Thiên Hỏa Tôn giả. Hắn thật sự không rõ ông già thích đùa này đến tột cùng định làm gì. Ai, hai người các ngươi a? Thực lực mặc dù không tệ nhưng lịch duyệt lại quá kém. Thiên Hỏa Tôn giả ngẩng đầu, nhìn thấy biểu tình của hai người thì không khỏi bất đắc dĩ tiếp tục lắc đầu. Sau đó hơi cong tay lại phát ra một luồng hấp lực hút những ký tự ngoằn ngoèo trên mảnh đồng vào lòng bàn tay. Mãi cho đến khi chúng ngưng tụ thành một quả cầu màu đồng xanh biếc nhỏ cỡ ngón cái. Bí mật chân chính không phải nằm trên mảnh đồng kia mà là những ký tự ngoằn ngoèo màu xanh bên trong mảnh đồng này. Vật viễn cổ sao có thể suy đoán theo lẽ thường. Thiên Hỏa Tôn giả búng ngón tay bắn đồng cầu về phía Tiêu Viêm, nói, sử dụng dị hỏa nung khô nó. Ta cũng muốn xem nó đến cùng là thứ gì. Cẩn thận tiếp nhận đồng cầu, Tiêu Viêm nhìn kỹ một chút, sau đó ôm tâm tình bán tín bán nghi triệu hồi ra một ngọn lửa xanh biếc bắt đầu nung đồng cầu. Trong quá trình nung khô, Tiêu Viêm liền nhìn ra chỗ đặc biệt. Bất luận nhiệt độ của ngọn lửa tăng lên bao nhiêu, lớp vỏ ngoài đồng cầu cũng chưa hề có dấu hiệu bị hòa tan. Quả nhiên kỳ diệu. Trong lòng thoáng, âm thầm vui sướng, Tiêu Viêm vội vàng nâng cao nhiệt độ. Mãi chừng 10 phút sau, đồng cầu mới xuất hiện dấu hiệu bị tan chảy. Lúc đồng cầu dần bị tan chảy, Tiêu Viêm đột nhiên nhìn thấy từng hạt phấn vàng nhạt xuất hiện. Chúng hiện lên theo từng lớp vỏ đồng cầu bị bóc ra, trôi nổi bên trong hỏa diễm, chợt lóe tựa như ánh sao trên trời. Hắn cảm giác được linh tính của nó cực kỳ dày đặc. Ước chừng 2 phút sau khi lớp phấn vàng nhạt từ từ xuất hiện, thì đồng cầu bị chóc ra đến không còn gì, tan biến trong hư không. Đồng cầu tan biến để lại 5 viên phấn nhạt lóe lên sáng bóng và tràn đầy linh tính đang lơ lửng trong hỏa diễm. Tuy bị hỏa diễm nung khô nhưng chúng chưa từng có nửa điểm biến hóa. Đây là Tiêu Viêm kinh ngạc mù mờ nhìn 5 viên phấn vàng nhạt trong ngọn lửa xanh biếc. Loại vật này hiển nhiên hắn không nhận ra được lai lịch. Vẻ mơ mịt qua đi, Tiêu Viêm liếc nhìn sang Thiên Hỏa Tôn giả liền thấy vẻ kinh nghi bất định hiện ra trên mặt lão. Một lúc lâu sau, Thiên Hỏa Tôn giả mới thở nhẹ, trầm giọng nói,
Nếu như ta đoán không lầm thì vật tồn tại từ thời viễn cổ này có khả năng là dựng linh phấn. Trần, hắc hắc, ánh mắt lão tử còn chưa có mở. Tiểu tử, nó so với phương thuốc thất phẩm trung cấp còn giá trị hơn nhiều. Ngươi quả thật đã nhặt được tiện nghi quá lớn. Dựng linh phấn Trần. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Thiên Hỏa Tôn giả, Tiêu Viêm trong mày cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1133, khẩu quyết vô danh. Dựng linh phấn Trần có chỗ tốt nào? Trong phòng, ánh mắt Tiêu Viêm sáng quắc nhìn năm hạt phấn vàng nhạt trong hỏa diễm, hưng phấn hỏi. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ vuốt chòm râu, suy nghĩ một chút mới nói, danh tiếng của dựng linh phấn Trần ở thời viễn cổ rất cao. Bởi vì nó không chỉ là vật thiết yếu để luyện chế đan dược bát phẩm, mà nếu đem nó dung nhập vào trong linh hồn có thể làm linh khí tăng mạnh, khiến người dùng đặt chân vào tiên cảnh. Nghe được lời này, trong mắt Tiêu Viêm nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Hạt phấn nho nhỏ thoạt nhìn không có giá trị gì lại có thần thông lớn như vậy. Ở thời viễn cổ, những luyện dược sư gần chạm được đến tiên cảnh đều dốc toàn lực để tranh đoạt dựng linh phấn Trần. Vật này như một khối nam châm hấp dẫn linh tính, nếu có thể dung nhập vào trong linh hồn chính là có thể thúc đẩy linh khí trong linh hồn luôn đầy đủ. Hơn nữa, nó còn có hiệu quả thúc dục tăng trưởng linh khí. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sắc mặt vui mừng không thể che giấu. Lần mua bán này quả nhiên lời to, giá trị của dựng linh phấn Trần này đúng là vượt xa giá trị của phương thuốc luyện chế tố tâm đan. Hơn nữa, khiến cho hắn cảm thấy vui mừng nhất là vật này còn có thể tăng cường linh khí trong linh hồn. Cảnh giới tiên cảnh, cần phải có đan dược mang đến tác dụng cho linh hồn. Mà điều kiện tiên quyết chính là linh khí trong linh hồn phải đủ. Nhưng linh khí này nếu như không có phương pháp tu luyện đặc thù, thì không thể cảm giác được. Mà loại phương pháp tu luyện linh hồn này, trải qua bao tháng năm lịch sử đã sớm tiêu tán gần như không còn. Vì vậy, muốn một lần nữa tăng trưởng linh khí trong linh hồn chỉ có thể mượn ngoại vật hoặc nhờ cơ duyên bổ túc. Tương tự như hai lần trước tiến vào trạng thái huyền diệu đó vậy. Nhưng đáng tiếc, loại trạng thái này lại khả ngộ bất khả cầu, tự nhiên không thể tiến vào như đi vào nhà mình được. Cho nên, kỳ vật có thể tăng cường linh khí trong linh hồn như dựng linh phấn Trần ở thời đại này lại vô cùng trân quý. Dựng linh phấn Trần chỉ có một số luyện dược sư bát phẩm biết đến, sau này bọn họ bỏ công tìm tòi nghiên cứu mới có thể luyện chế ra nó. Nhưng theo ta biết thì phương pháp luyện chế dựng linh phấn Trần ngày hôm nay đã thất truyền. Thiên Hỏa Tôn giả thoáng kinh hỉ ngó chừng năm hạt phấn lập lòe trong hỏa diễm. Đồ vật này, ông ta cũng chỉ ngẫu nhiên gặp được trong sách cổ chứ chưa từng chân chính nhìn thấy. Ngày sau, nếu như ngươi muốn luyện chế đan dược bát phẩm, chỉ cần phụ gia thêm dựng linh phấn Trần thì tỷ lệ thành công sẽ được đề cao không ít. Mà sau khi luyện chế thành công, phẩm chất của đan dược đó có thể tinh thuần hơn so với những bát phẩm đan dược bình thường. Nghe vậy, trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh dị. Luyện chế đan dược bát phẩm cần phải phụ gia dựng linh phấn Trần, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói qua. Kha kha, bí mật của vật này coi như đã giải khai. Lão Phu coi như hoàn thành nhiệm vụ, tránh cho ngươi cảm giảm ta làm tổn thất phương thuốc của ngươi. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, Thiên Hỏa cười rồi đứng dậy, nói, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chính là lúc khảo hạch của ngũ đại gia tộc, không nên trì hoãn. Diệp Trọng lão nhân kia đã đặt tất cả kỳ vọng lên người ngươi rồi. Nói xong, Thiên Hỏa Tôn giả xoay ngước bước ra khỏi phòng, Tiểu Y Tiên chần chừ một chút, dặn dò. Tiêu Viêm một hồi mới từ từ rời đi khỏi. Nhìn hai người rời khỏi phòng, Tiêu Viêm cười cười. Ánh mắt hắn chuyển hướng nhìn sang năm hạt phấn vàng nhạt trong hỏa diễm, trầm ngâm trong chốc lát liền không nhịn được, vẫy tay một cái, dựng linh phấn Trần từ trong đó bay ra, huyền phù trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chú mục nhìn vào dựng linh phấn Trần rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Một luồng hấp lực đột nhiên xuất hiện. Dưới cỗ hấp lực này, hạt phấn vàng nhất thời hóa thành một đạo lưu quang nhỏ xíu trực tiếp tiến vào trán Tiêu Viêm, biến mất không thấy. Sau khi dựng linh phấn Trần dung nhập vào trong trán, thân thể Tiêu Viêm nhất thời run rẩy kịch liệt. Khuôn mặt hắn trở nên căng thẳng. Trong lúc mơ hồ, trong đầu hắn truyền ra từng cơn đau kinh khủng. Tiêu Viêm chau mày, cố nén cảm giác đau đớn kia. Trong cơ thể hắn,
Dựng linh phấn trần tựa như một viên đạn hung hăng xuyên thấu vào trong linh hồn. May mà loại cảm giác đau đớn này không kéo dài lâu. Sau khi cảm giác đau đớn dần giảm bớt và tiêu tán, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên nhận thấy không gian quanh mình đột nhiên tràn ngập một loại ba động kỳ dị. Một luồng khí lưu khác thường trong không gian ba động xung quanh thẩm thấu ra, từ từ xâm nhập vào trong trán Tiêu Viêm. Sau khi khí lưu khác thường này dừng lại, Tiêu Viêm mừng rỡ như điên. Hắn nhận ra được linh hồn mình tràn ngập linh khí. Khi dòng khí lưu này dung nhập vào mi tâm, Tiêu Viêm chợt nhận ra rồi mừng như điên. Hắn thấy được loại khí đang ẩn giấu sâu trong linh hồn mình. Là linh khí, nó đang tăng trưởng với một tốc độ chậm rãi. Cư nhiên lại là linh khí. Tiêu Viêm vốn đã tìm đủ mọi cách để tăng linh khí trong linh hồn mình nhưng vẫn không thể. Nhưng hôm nay, ở nơi này, dưới tác dụng của dựng linh phấn trần, linh khí cứ ngỡ như không thể nào tìm được lại dần dần bị hút ra sau đó dung nhập vào linh hồn của hắn. Trong lòng Tiêu Viêm mừng như phát cuồng, cảm thụ được linh khí tăng trưởng, ngày càng mạnh, hồi lâu sau hắn mới bắt đầu tiếp tục ngưng thần rồi tĩnh tâm lại. Trong đầu hắn xuất hiện một quầng sáng mơ hồ hình cầu phát ra một hấp lực kỳ dị. Nó không mạnh nhưng lại có một lực lượng quỷ bí, bắt đầu chậm rãi hút lấy linh khí trong thiên địa với một phương thức mà dù cho có là cường giả mạnh đến đâu đi nữa cũng bó tay chịu phép. Nó phảng phất như là linh khí tinh thuần của hỗn độn thẩm thấu ra từ không gian, sau đó liên tục tiến vào mi tâm của Tiêu Viêm không ngớt. Việc hấp nạp linh khí này kéo dài khoảng 3 giờ thì hấp lực và quang mang của viên cầu vàng nhạt kia đã bắt đầu giảm đi. Hiển nhiên, tác dụng của dựng linh phấn trần không thể kéo dài quá lâu được nữa. Khi ánh sáng của quang cầu ngày càng nhạt, sau một lúc, chợt âm thanh răng rắc của vật bị vỡ vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Khi dựng linh phấn trần vỡ tan, hấp lực kỳ dị cũng đột nhiên ngừng lại. Linh khí quấn quanh thân Tiêu Viêm cũng đồng thời tiêu tán mất, mặc cho hắn sử dụng phương pháp nào cũng không thể ngăn cản được. Cảm thụ được tình trạng này, Tiêu Viêm không khỏi buông một tiếng cười khổ. Đột nhiên, đang lúc bất đắc dĩ chuẩn bị thoát khỏi trạng thái sung sướng, khi viên cầu dựng linh phấn trần trong mi tâm hầu như đã tiêu tán không còn thì nó bỗng bộc phát thành một vùng sáng mãnh liệt. Dưới ánh sáng bực này, cho dù là linh hồn mạnh mẽ như Tiêu Viêm cũng cảm thấy đau đớn từng cơn như sóng dậy. Khi cơn đau dần trôi qua, trong lúc Tiêu Viêm vẫn còn đang kinh hãi, thì nơi ánh sáng bộc phát bỗng phát ra một câu khẩu quyết cực kỳ mơ hồ mang âm sắc tang thương cổ lão, hồn chi cực. Bế thủ thiên linh, nạp linh đoán hồn. Âm thanh già nua mơ hồ cứ quanh quẩn trong đầu Tiêu Viêm tựa như phản âm tẩy rửa linh hồn, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác kinh hoàng. Cảm giác hốt hoảng cũng không làm cho Tiêu Viêm mất đi sự tỉnh táo. Tiếng nói cổ lão trong đầu tuy mơ hồ nhưng làm hắn đã nhớ kỹ toàn bộ câu khẩu quyết nọ, mà âm thanh này sau khi lặp lại 3 lần đã biến mất hoàn toàn. Trong phòng, giờ đây chỉ còn Tiêu Viêm đang mở mắt ra, thân sắc lộ vẻ do dự lẫn kinh nghi bất định. Theo truyền ngôn lưu lại trong sách cổ, những cường giả có thể lưu lại dấu ấn linh hồn mang trí nhớ của mình trên một số đồ vật. Nếu ta đoán không sai, âm thanh già nua lúc trước hẳn là do cường giả thời viễn cổ để lại. Thế nhưng sau những năm tháng đằng đẵng đã bị tổn hại rất nhiều dẫn đến sự mơ hồ không rõ như thế. Tiêu Viêm thấp giọng thì thầm, hồn chi cực, bế thủ thiên linh, nạp linh đoán hồn. Tiêu Viêm cau mày lẩm nhẩm một lúc, sau đó lại suy nghĩ, tựa như một đoạn khẩu quyết. Thế nhưng đến những đoạn quan trọng lại không hoàn chỉnh. Không biết đến tột cùng nó có tác dụng gì đây. Trầm ngâm thêm một thời gian nhưng vẫn không hiểu như cũ, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. Hắn thu 4 viên dựng linh phấn trần còn lại vào nạp giới. Vật này có thể giúp Tiêu Viêm hấp nạp linh khí nên đối với hắn quá mức quan trọng, nhưng đáng tiếc chỉ có thể kéo dài trong một thời gian ngắn. Căn bản không chịu được mà tan đi rất nhanh, vì vậy không thể sử dụng một cách tùy tiện. Dù sao, nói không chừng đến sau này khi luyện chế đan dược phải cần có nó dung nhập vào bên trong. Tiêu Viêm khẽ thở dài, sau đó lên giường xếp bằng ngồi xuống rồi nhắm mắt tĩnh tọa, mà đôi môi đang khép lại bỗng máy động. Nếu tinh tế cẩn thận thì có thể phát hiện ra hắn đang nhẩm lại khẩu quyết xuất hiện bên trong dựng linh phấn trần khi nó vỡ tan thành từng mảnh. Hắn cúi đầu, âm thanh mơ hồ như có như không chậm rãi vang lên. Cứ như vậy, ước chừng nửa giờ sau phiến thiên địa đang tĩnh lặng trong phòng đột nhiên nổi lên một ba động cực kỳ quỷ dị. Bốp! Trong nháy mắt, lúc ba động nổi lên, đôi mắt đang khép chặt của Tiêu Viêm đột ngột mở ra, thần sắc của hắn hiện lên sự
khiếp sợ vô cùng, bởi vì hắn phát hiện trong sát na đó bản thân lại cảm thấy được linh khí đang tồn tại trong trời đất. Chuyện kỳ dị như vậy chỉ xuất hiện hai lần khi hắn lâm vào trạng thái kỳ lạ lúc trước. Tuy chỉ thoáng vút qua nhưng Tiêu Viêm có thể đoan chắc bản thân mình đã lại đi vào trạng thái kia một lần nữa. Tiêu Viêm cau mày. Một lúc sau hắn đột nhiên siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt đen nhánh bỗng bộc phát ra một luồng sáng chói lọi. Đúng, nguyên nhân chính vì câu khẩu quyết kia rồi. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1134, hấp thu. Trong phòng, Tiêu Viêm nhìn không gian ba động bằng ánh mắt nóng bỏng khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ cùng vui mừng. Trong thoáng chốc trước khi tiến nhập trạng thái tu luyện vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được thiên địa linh khí đang tồn tại. Linh khí, một loại năng lượng cực kỳ huyền dị, nó không có trợ giúp gì cho đấu khí nhưng đối với linh hồn lại như một đại lễ vật. Linh khí tựa như một thứ gì đó huyền ảo rất khó cảm ứng. Từ thời viễn cổ, những luyện dược sư cũng là nhờ vào một số hồn kỹ đặc thù mới cảm ứng được linh khí tồn tại mà hấp thu. Nhưng ở hiện tại, những hồn kỹ ấy đã sớm biến mất hầu như không còn nên rất hiếm luyện dược sư cảm ứng và hấp thu được chúng. Vì để cảm ứng được linh khí, Tiêu Viêm đã sử dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn, nhưng ngoại trừ hai lần tiến vào trạng thái kỳ dị kia ra vẫn đều không thực hiện được. Điều này khiến cho hắn tương đối bất đắc dĩ. Linh khí đối với luyện dược sư mà nói, quá mức xa xỉ. Vẻ mặt vui mừng từ từ thu liễm, Tiêu Viêm đè nén cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng, chậm rãi ngưng thần, miệng không ngừng lẩm bẩm đoạn khẩu quyết có được trong dựng linh phấn trần. Tiêu Viêm nhắm mắt, kéo dài nửa giờ. Không gian yên tĩnh trong phòng một lần nữa nổi lên một tia ba động rất nhỏ. Lần ba động này Tiêu Viêm không quá sợ hãi. Hắn cảm giác được, mảnh không gian quanh hắn tràn đầy thiên địa linh khí đột nhiên xuất hiện từng sợi tơ cực nhỏ, tựa như hỗn độn khí lưu. Những khí lưu này bị mảnh năng lượng nồng đậm che giấu. Nếu không phải do khẩu quyết vô dinh kia, Tiêu Viêm không có khả năng tìm ra linh khí. Đây là linh khí sao? Thần tình Tiêu Viêm chăm chú nhìn những khí lưu mờ ảo. Một lát sau hắn liền hiểu ra, linh khí vô cùng mờ ảo, hơn nữa lại cực kỳ yếu ớt. Thỉnh thoảng mặc dù bị hút vào trong cơ thể, nhưng trong quá trình vận chuyển sẽ bị năng lượng không gian xung quanh vò nát, khó trách sẽ có rất ít người có thể cảm ứng được linh khí tồn tại. Sau khi tiến vào trạng thái tu luyện, cảm ứng được linh khí tồn tại, trong lòng Tiêu Viêm mừng rỡ không nguôi. Chỉ cần thu nạp thành công những linh khí này, linh hồn Tiêu Viêm sớm muộn sẽ tấn nhập tiên cảnh. Đến lúc đó, tài nghệ luyện chế của hắn có thể đạt đến cấp bậc tông sư. Thất phẩm là đại sư, bát phẩm là tông sư. Chỉ cách nhau một phẩm ngắn ngủn, nhưng hai người ở hai cấp bậc lại có chênh lệch rất nhiều, rất khó vượt qua. Chỉ cần Tiêu Viêm có thể thuận lợi tấn thăng thành luyện dược sư bát phẩm, cho dù là cường giả đấu tôn cũng phải khách khí với hắn. Cũng với thân phận này, trong lòng Tiêu Viêm rất rõ ràng, cho dù là cổ tộc của Huân Nhi ắt sẽ lấy lễ cao mà đãi. Dù sao, dõi mắt khắp đấu khí đại lục thì số lượng luyện dược sư bát phẩm cũng tương đối thưa thớt. Vì một viên đan dược bát phẩm mà một vài cường giả đấu tôn tuyệt đối cam nguyện làm tay sai cho người, điểm này không thể nghi ngờ. Thầm nghĩ về những đãi ngộ và chỗ tốt sau khi đạt đến luyện dược sư bát phẩm, trong lòng Tiêu Viêm dần nổi lên một ngọn lửa nóng, chợt vội vàng ngưng thần. Sau đó, hắn lại dở khóc dở cười. Sở dĩ như vậy là vì Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy hắn căn bản không có phương pháp hấp thu linh khí. Vô danh khẩu quyết chỉ cho hắn bản lĩnh cảm ứng linh khí nhưng lại không dạy cho hắn cách để hấp thu linh khí. Linh khí không thể tùy ý hấp thu như năng lượng thiên địa vì nó cực kỳ yếu ớt, chỉ cần bị chèn ép sẽ tiêu tán dần. Nếu không có phương pháp đặc thù điều động năng lượng thiên địa, căn bản không có khả năng hấp thu linh khí thành công. Tiêu Viêm tựa như đứa trẻ ngu ngơ sững sờ tại chỗ, nhất thời có cảm giác khóc không ra nước mắt. Thật vất vả mới cảm ứng được linh khí tồn tại, kết quả lại không thể hấp thu. Việc này tương tự như hắn phát hiện ra bảo tàng chất đầy vàng bạc châu báu nhưng lại không có chìa khóa để mở ra. Ai? Khẩu quyết này hẳn phải còn những đoạn sau. Đoạn này chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Sau một lúc, Tiêu Viêm rốt cục khôi phục tinh thần, lắc đầu cười khổ. Tiêu Viêm cắn răng, vạn sự khởi đầu nan. Hắn không tin mọi chuyện đã đến đây rồi lại không có biện pháp hấp thu linh khí.
nếu không có pháp môn hấp thu linh khí, vậy cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp ngu ngốc nhất, cắn nuốt, hấp thu. Trong lòng đã quyết định chủ ý, Tiêu Viêm tiến nhập trạng thái tu luyện một lần nữa. Sau đó, hắn hé miệng hung hăng hút một ít linh khí hỗn tạp vào trong người. Khi luồng năng lượng vừa tiến nhập cơ thể, chưa đợi Tiêu Viêm khống chế, thì tia linh khí yếu ớt trong đó tựa như bình sứ vỡ răng rắc, bị ép thành hư vô rồi tiêu tán không còn. Lần đầu thất bại cũng không ngoài sở liệu của Tiêu Viêm. Chuyện này, nếu như mới lần đầu tiên đã thành công thì mới kỳ quái. Sau khi luyện hóa những năng lượng còn lại thành đấu khí đưa vào thể nội, Tiêu Viêm lại một lần nữa hút lấy một luồng năng lượng thiên địa khác. Lần này, khi năng lượng thiên địa vừa mới tiến vào cơ thể, hắn nhanh chóng tách linh khí ra khỏi luồng năng lượng đang bao phủ chèn ép nó một cách cẩn thận. Đây là một khảo nghiệm khả năng khống chế của Tiêu Viêm. Dù lấy lực khống chế siêu phàm của, hắn cũng phải thất bại gần 20 lần mới bước đầu thành công tách ra một luồng linh khí nhỏ xíu chừng đầu ngón tay. Hao tốn gần một canh giờ mới có thể thành công thu được linh khí, Tiêu Viêm như chút được gánh nặng bèn thở phào nhẹ nhõm. May mà dựa vào khẩu quyết vô danh, hắn mới có thể cảm ứng được vị trí linh khí dồi dào. Nếu không, loại phương pháp này khó lòng thực hiện được. Hơn nữa, chỉ tiếp xúc thôi mà đã tiêu tốn thời gian nhiều như vậy, quả thực rất lâu. Tiêu Viêm hiểu được, nếu hắn có thể thực hiện nhuần nhuyễn, hiệu suất sẽ tăng lên. Tuy nói không thể nào so sánh với cách dùng pháp môn thu nạp linh khí chân chính, nhưng ít ra là có thể làm cho linh khí trong linh hồn càng ngày càng tăng trưởng, có khả năng đạt tới tiên cảnh. Như vậy, đột phá đến luyện dược sư bát phẩm cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Viêm dụng tinh thần cẩn thận điều khiển những sợi linh khí màu hồng nhỏ li ti, sau khi tách chúng ra liền dẫn dắt chúng tiến vào mi tâm. Sau khi những sợi linh khí này tiến vào trong mi tâm, Tiêu Viêm nhất thời cảm giác được trong đầu hắn thoang thoảng truyền đến cảm giác mát mẻ sảng khoái nên mừng rỡ vô cùng. Hắn hiểu được đây là hiện tượng linh khí trong linh hồn tăng trưởng. Hiển nhiên, biện pháp này của Tiêu Viêm có phần bồng bột nông nổi nhưng hiệu quả so với việc không thu hoạch được gì còn tốt hơn nhiều. Nói đi cũng nói lại, không có pháp môn tu luyện điều khiển linh hồn quả nhiên khó khăn. Sau khi dung nhập linh khí vào linh hồn, Tiêu Viêm chợt cười khổ. Chỉ tách ra một tia linh khí nhỏ đến đáng thương lại tốn mất một canh giờ, thu hoạch trong từng này thời gian quả thật quá kém. Nhưng giờ phút này, Tiêu Viêm không còn cách nào khác, dù sao thịt mũi cũng là thịt. Nếu những luyện dược sư thất phẩm kia biết được hắn có thể hấp thu linh khí, tuy chỉ là một sợi linh khí rất nhỏ, bọn họ sẽ không khỏi đỏ mắt ghen tị. Sau khi tự an ủi bản thân một lúc, Tiêu Viêm thở dài rồi tiếp tục ngưng thần tiến vào trạng thái tu luyện, sau đó bắt đầu tiến hành công việc phức tạp tách linh khí ra. Một đêm mất ăn mất ngủ tu luyện qua đi, khi ánh bình minh chiếu rọi gian phòng, Tiêu Viêm đang nhập định trên giường mở mắt ra, đồng tử chớp động linh quang. Một đêm cố gắng, Tiêu Viêm hấp thu thành công 8 tia linh khí. Nếu sau này tu luyện càng ngày càng thuần thục thì thời gian sẽ được rút ngắn và thành quả đạt được cũng cao hơn. Hấp thu 8 tia linh khí khiến cho linh khí trong linh hồn Tiêu Viêm càng sung túc hơn. Vì vậy, một đêm tiêu hao không khiến cho Tiêu Viêm mệt mỏi, ngược lại còn làm cho hắn có cảm giác khoan khái nhẹ nhàng, hoàn toàn không thua gì trạng thái sau một đêm tu luyện đấu khí. Ha! Thở dài một hơi lẫn chọc khí, Tiêu Viêm từ trên giường nhảy xuống. Thành quả đêm qua làm hắn tạm hài lòng. Tuy không thể so sánh với trạng thái tu luyện bình thường nhưng về lâu sau, chỉ cần Tiêu Viêm thích thì có thể tùy thời hấp thu linh khí. Dựa theo tốc độ này, đạt tới luyện dược sư bát phẩm chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Nhẹ nhàng sửa sang lại y phục, Tiêu Viêm thần thanh khí sảng đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn thấy đám người Diệp Trọng, Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả đã sớm đứng trong sân. Sau khi Tiêu Viêm mở cửa phòng, Diệp Trọng vội ngẩng đầu, nhìn thấy trạng thái Tiêu Viêm như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Viêm cười cười với mọi người. Hắn biết Diệp Trọng khẩn trương như vậy vì hôm nay chính là ngày khảo hạch của ngũ đại gia tộc, cũng là ngày quyết định vận mệnh cả Diệp gia về sau, hết thảy đều phải dựa vào Tiêu Viêm. Thậm chí có thể nói, vận mệnh sinh tử tất cả tộc nhân Diệp gia đều nằm trong tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiên sinh, chuẩn bị xong cả rồi chứ? Diệp Trọng chắp tay, trầm giọng hỏi. Ngày hôm nay sẽ quyết định vận mệnh của ông ta cũng như toàn Diệp gia. Nhìn gương mặt già nua của Diệp Trọng, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, hít một hơi thật sâu, cuối cùng dẫn đầu nhóm người rời khỏi Diệp viện. Đi thôi.
hôm nay ta muốn xem khả năng của ngũ đại gia tộc tột cùng mạnh đến cỡ nào. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1135, ngũ đại gia tộc tề tụ. Địa điểm khảo hạch của ngũ đại gia tộc nằm trong một tòa đại điện thuộc nội vực Đan Thành. Đây là địa phương được Đan Tháp thiết kế riêng cho việc khảo hạch. Có thể thấy Đan Tháp coi trọng khảo hạch đối với ngũ đại gia tộc đến mức nào. Loại khảo hạch này không phải tiến hành bí mật mà là bán công khai. Những thế lực giàu có đều sẽ đến đây quan sát ngũ đại gia tộc khảo hạch. Vị trí của ngũ đại gia tộc luôn được vô số thế lực dòm ngó đến. Bởi vì ai cũng biết, đây là con đường tắt để tiến vào cao tầng Đan Tháp. Chỉ cần được vị trí mơ ước đó thì thế lực lẫn danh khí trong một đêm đều như một bước lên trời. Hiện giờ, trong ngũ đại gia tộc chỉ có địa vị của Diệp gia là có nguy cơ bị mất. Nếu lần khảo hạch này lại không thông qua thì họ sẽ không còn nằm trong ngũ đại gia tộc nữa. Mà một khi Diệp gia mất đi địa vị này, những thế lực khác sớm đã như hổ rình mồi sẽ cùng xông lên sâu xé tranh giành nó. Bởi vậy, rất nhiều thế lực muốn tiến vào Đan Tháp đều coi trọng và chú ý đến đợt khảo hạch ngũ đại gia tộc này. Đoàn người Tiêu Viêm đi theo sau Diệp Trọng qua một tòa nhà cực kỳ rộng lớn. Khi đến đại điện thì nơi này sớm đã đông nghẹt người, đôi lúc có một nhóm người trông rất oai phong thông qua đám thủ vệ nghiêm mật tiến vào đại điện. Đi thôi, Diệp Trọng nhìn tòa đại điện khảo hạch khổng lồ, siết chặt hai tay trong áo. Nơi này đã khắc sâu vào trong trí nhớ của ông ta vì mỗi một lần đến đây khảo hạch lại là mỗi lần lưu lại cho lão sự sỉ nhục sâu đậm. Giọng nói vừa dứt, Diệp Trọng dẫn đầu đoàn người hướng cửa đại, điện bước vào. Sau đó, mấy người Tiêu Viêm cũng theo sát sau. Đám người Diệp Trọng đột nhiên xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều người trong đại điện chú ý. Từng đạo ánh mắt nhìn tới. Khi bọn họ thấy tộc huy trên ngực đám người Diệp Trọng thì nhất thời bàn tán xôn xao, cả đại điện như loạn cả lên. Mau nhìn, kia là đoàn người của Diệp gia. Hắc hắc, lúc này nếu bọn họ thất bại nữa, chỉ sợ Diệp gia sẽ rời khỏi ngũ đại gia tộc. Không còn được Đan Tháp che chở, cuộc sống sau này của Diệp gia e là không dễ chịu. Ai, đúng vậy. Diệp gia năm đó uy phong bao nhiêu, trong ngũ đại gia tộc chỉ mỗi Đan gia có thể sánh cùng. Vậy mà bây giờ lại xuống dốc đến mức độ này, đáng tiếc. Phong thủy luân chuyển a. Nghe được những tiếng bàn tán xôn xao kia, trong mắt Diệp Trọng cũng hiện lên vẻ cay đắng. Diệp gia xuống dốc đến mức độ này, không thể nghi ngờ chính là đả kích lớn nhất trong đời lão. Hiện tại, vì mong muốn Diệp gia quật khởi một lần nữa, lão đã dốc hết tất cả mọi thứ đặt cược tất cả hy vọng trên người Tiêu Viêm. Được ăn cả ngã về không? Nếu lần này lại tiếp tục thất bại, Diệp gia e rằng xong đời. Dưới ánh mắt soi mói của nhiều người, đoàn người Diệp Trọng thuận lợi đi tới cửa đại điện. Những hộ vệ ở cửa đại điện dùng ánh mắt thoáng trào phúng bình thản nhìn huy tộc Diệp gia trên ngực đám người Diệp Trọng. Diệp gia thất bại mấy năm nay đúng là sỉ nhục khó có thể rửa sạch. Tuy nói trong lòng bọn họ khinh thường Diệp gia nhưng những hộ vệ này không dám gây khó dễ bọn họ trước mặt mọi người. Tên đội trưởng tùy ý phất tay để cho đám người Diệp Trọng đi vào, sau đó hắn quát to vào trong đại điện, Diệp gia đến. Diệp Trọng mặt không đổi sắc, như không nhận ra vẻ khinh thường trên mặt bọn cận vệ, dẫn đám người Tiêu Viêm bước vào đại điện, sau đó biến mất khỏi ánh mắt dòm ngó của mọi người. Đi vào trong, dưới ánh đèn nhu hòa chiếu khắp đại điện, Tiêu Viêm nhận thấy vô số ánh mắt đầy ý vị nhìn đoàn người của mình. Hắn không yếu thế, cũng liếc mắt nhìn lại. Tiêu Viêm khẽ nheo mắt đảo khắp đại điện. Hiện giờ có không ít người ngồi nơi này. Hơn nữa, chuyện khiến cho người ta kinh ngạc chính là những người này phần lớn đều toát ra khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên bọn họ đến từ một vài thế lực hay gia tộc mạnh. Đối với những ánh nhìn soi mói từ bốn phương tám hướng, Diệp Trọng cũng không thèm quan tâm. Lão biết những người này đến đây đều mong đợi Diệp gia mình khảo hạch thất bại. Có như thế, bọn chúng mới có thể thay thế vị trí của Diệp gia. Phía trước là hàng ghế dành cho Tào, Đan, Bạch, Khâu tứ đại gia tộc. Thời điểm Diệp Trọng dẫn đoàn người Tiêu Viêm bước vào đã thấp giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn lên. Quả nhiên, trước đại điện có những hàng ghế, bất quá những hàng ghế này chỉ có người của ba đại gia tộc. Nhìn huy chương trên áo bọn họ, hẳn là ba gia tộc Đan, Bạch, Khâu. Trước tiên Tiêu Viêm dừng mắt tại nơi Đan gia ngồi, sau đó trong mắt thoáng hiện vẻ kinh dị.
Bởi vì tại chỗ đoàn người Đan Gia, hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ xinh quen thuộc. Người này chính là cô bé ngày đó Tiêu Viêm đã vô tình đẩy ngã trong lần khảo thí ở phân tháp. Trong lúc Tiêu Viêm nhìn cô bé này, cô ta như cảm giác được cái nhìn của hắn liền quay đầu. Mắt đối mắt, cô bé lại vội vàng né tránh, bộ dáng sợ hãi. Cô bé này hơi lạ. Nhưng nếu có thể đứng ở nơi đó, hẳn địa vị của nàng tại Đan Gia cũng không thấp. Diệp Trọng cũng nhìn cô bé, nói. Bất chợt, lão nhìn sang nam tử áo lam bên cạnh cô bé rồi biến sắc mặt, thấp giọng nói, Đan Hiên, không nghĩ hắn cũng tới. Xem ra, lần khảo hạch này của Đan Gia là do hắn xuất thủ. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Diệp Trọng, Tiêu Viêm cũng nhìn qua. Chỉ thấy, bên cạnh cô gái có một nam tử áo lam cao lớn đứng thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, gương mặt ôn hòa. Chẳng qua, vẻ ôn hòa này rõ ràng chỉ dành cho cô bé bên cạnh. Nhưng dù vậy, phối hợp với trang phục của nam tử, nhìn qua có chút nho nhã. Đan Hiên, Tiêu Vi, âm thầm thì một tiếng. Vừa lúc đó, lam y nam tử kia quay đầu, ánh mắt hai người nhìn nhau, hắn lại mỉm cười hiền lành. Thiên phú luyện đan của người này rất cao. Dù là phóng mắt khắp Đan Gia cũng đứng số một số hai, không kém yêu nữ Tào Dĩnh của Tào Gia là mấy. Trong Tào Gia, có thể áp chế hắn e chỉ có mỗi yêu nữ kia. Nếu lần này hắn xuất thủ, e sẽ giành được một trong ba vị trí đầu tiên. Tiêu Viêm nghe được Diệp Trọng thấp giọng nói thế liền chậm rãi gật đầu. Vừa muốn nói, hắn lại cảm thấy một ánh mắt lạnh băng đang chăm chú nhìn mình. Hơi nghiêng đầu một chút, hắn phát hiện ra ánh mắt này phát ra từ khu vực dành cho Bạch Gia. Tại khu chỗ ngồi dành cho Bạch Gia, phụ nhân ngày đó bị Tiêu Viêm hung hăng dạy dỗ đang trợn mắt dõi theo hắn. Bộ dáng thâm cừu đại hận của mụ tựa như muốn lập tức nhào lên cắn xé hắn thành từng mảnh vậy. Đối với ánh mắt oán độc của phụ nhân, Tiêu Viêm như không nhìn thấy. Sau đó hắn nhìn một chút liền dừng lại trên người một gã nam tử bạch y của Bạch Gia. Trên người nam tử này tràn ngập hàn khí nhàn nhạt, bộ mặt lãnh túc, ánh mắt lóe hàn quang chớp động khiến cho người khác không dám đối diện với hắn. Hắn là người trẻ tuổi xuất sắc nhất Bạch Gia Bạch Ưng. Ai, Bạch Gia quả nhiên đưa hắn xuất thủ. Nhìn sắc mặt lãnh túc của tên Bạch Y nam tử, Diệp Trọng thở dài. Bạch Gia quả nhiên không cho Diệp Gia cơ hội chuyển mình. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, mắt đối mắt nhìn Bạch Ưng, khóe miệng cả hai hơi cong bùng lên địch ý. Trong lúc mọi người nói chuyện, đoàn người Diệp Gia cũng đã an vị tại khu vực được dành cho mình. So với lực lượng hùng hậu của bốn đại gia tộc, thật sự hoàn cảnh bọn họ bên này hơi khó nhìn. Đan Hiên cùng Bạch Ưng đã sớm bước chân vào cấp bậc luyện, dược sư thất phẩm trung cấp. Lần này, tất nhiên bọn họ sẽ là đại địch của ngươi. Khâu Gia thì đỡ hơn, chỉ có một luyện dược sư thất phẩm sơ cấp, không tạo thành nguy hiểm quá lớn. Nói đến đây, ánh mắt Diệp Trọng nhìn về dãy ghế Tào Gia. Hiện giờ, Tào Gia vẫn chưa đến. Lần này Tào Gia sẽ phái ai? Tào Đan sao? Tiêu Viêm cũng biết Diệp Trọng lo lắng, thấp giọng hỏi. Tào Gia có ba người, được xưng là trụ cột tương lai của Tào Gia. Trong đó, yêu nữ Tào Dĩnh đứng đầu, Tào Đan kém nhất, còn lại một người tên là Tào Hưu. Thiên phú luyện đan của Tào Hưu so với Tào Đan không kém nhưng tính tình của hắn lại trầm tĩnh khác xa so với Tào Đan. Sau khi trưởng thành thì hắn xuất môn lịch lãm. 7 năm sau trở về, hắn đã đạt tới thất phẩm. Theo sở liệu của ta, hôm nay hắn hẳn đã đạt đến cấp bậc thất phẩm trung cấp. Mà lần trước Tào Đan đã bại trong tay ngươi nên lúc này Tào Gia hẳn là sẽ phái Tào Hưu ra mặt. Diệp Trọng liền phân tích cặn kẽ, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Tào Gia này quả nhiên thiên tài xuất hiện lớp lớp. Có thể đạt được danh vọng đến bậc này quả không phải không có đạo lý. Ít nhất, Diệp Gia so với bọn họ kém hơn rất nhiều. Tào Gia tới. Ngay khi Tiêu Viêm thở dài, một tiếng quát rõ to từ bên ngoài đại điện truyền vào, thanh âm vang dội không ngừng. Sau khi nghe tiếng nói vang vọng, bên trong đại điện chợt xôn xao không ngừng. Không ít thế lực vốn đã an tọa đều vội vàng đứng bật dậy, khuôn mặt ai ai cũng hiện vẻ tươi cười. Địa vị Tào Gia hiện giờ đủ để cho bọn họ vuốt mông ngựa. Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn ra đại môn đang rộng mở. Nơi đó, một thân ảnh tuyệt mỹ từ từ xuất hiện. Ngay khi thân ảnh tuyệt mỹ đó bước ra, bầu không khí cũng bởi vì sự có mặt của nàng dường như lập tức đọng lại. Thân hình cô gái mềm mại, cao ráo, một thân trang phục màu đen lộ ra khí chất lãnh ngạo. Da nàng trắng tựa tuyết,
ba búi tóc đen tùy, ý xõa trên hương phiến. Đôi má hơi gầy nhưng đặc biệt tinh xảo tựa như ngọc trác khiến cho người ta có cảm giác yêu thích không rời tay. Cô gái đứng ở cửa đại điện, khẽ chớp chớp đôi mắt. Hai hàng lông mi hẹp, dày lộ ra sự xinh đẹp lạ thường, quyến rũ động lòng người. Trong đại điện, không ít người nhìn nàng mà trở nên mê mẩn thất thần. Khóe môi cô gái khẽ cong, chậm rãi nở một nụ cười mỉm. Khẽ liếc mắt nhìn mọi người trong đại sảnh, trong nháy mắt, yêu khí dạt dào. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1136, khảo hạch bắt đầu. Thiếu nữ áo đen lười nhác đảo mắt nhìn xung quanh đại điện. Cứ hễ ai bị ánh mắt nàng quét trúng, trong lòng lập tức nổi lên một luồng tà hỏa lẫn cảm giác kiêng sợ cực kỳ. Dáng vẻ phong tình vạn chủng của nàng tạo nên một sự hấp dẫn chí mạng nhưng ẩn giấu bên trong là một loại cảm giác mơ hồ làm người ta sợ hãi. Danh tiếng của nàng đang vượt lên đến đỉnh, căn bản ai cũng đã từng nghe qua một lần. Yêu nữ Tào gia Tào Dĩnh cũng chính là một trong những hậu tuyển giả của vị trí đứng đầu đan tháp trong tương lai. Có lẽ danh tiếng của nàng tuy vang dội nhưng vẫn không thể sánh được với người ở sau lưng. Được hầu hết mọi người xem như thần minh cao cao tại thượng, cự đầu đan tháp. Đây chính là người có quyền thế và địa vị hàng đầu đại lục. Bất luận kẻ nào ngồi ở vị trí này đều chân chính cảm nhận được ý vị của cái gọi là quyền bính ngập trời. Đan tháp, thánh địa trong lòng tất cả luyện dược sư trên toàn đại lục, thậm chí có thể không chút khách khí nói rằng nơi đó chính là lãnh tụ tinh thần của vô số luyện dược sư. Lực hiệu triệu của đan tháp thật sự không thể nghi ngờ, mà tất cả đều nằm trong một ý niệm của những cự đầu đan tháp này. Tào Dĩnh của Tào gia, một trong những thiên tài kiệt xuất nhất từ trước đến nay, là đệ tử thân truyền của một trong ba đại cự đầu đan tháp. Dựa theo xu thế phát triển bây giờ của nàng, sau trăm tuổi tuyệt đối có thể trở thành người được tuyển chọn cho vị trí lãnh tụ đan tháp. Thậm chí chỉ cần có đủ cơ duyên lập tức có thể bỏ đi ba chữ người thừa kế mà trở thành một vị nữ lãnh tụ đầu tiên của đan tháp từ trước đến nay. Đối với thiếu nữ có tài năng và danh vọng ngút trời như vậy, vầng hào quang chói sáng của nàng dường như đã khiến mọi người trong đại điện ngưỡng vọng muôn phần. Thiếu nữ áo đen phóng mắt đảo qua khắp sân một lượt. Trong khi ánh mắt nàng quét qua thì chợt dừng lại trên bàn tiệc của đan gia. Đương nhiên, không phải nàng muốn nhìn đan hiên ôn nhuận văn nhã kia mà chính là cô bé luôn có dáng vẻ khiếp nhược như chim non lần đầu rời tổ này. Như cảm ứng được ánh mắt của Tào Dĩnh, đôi mày đen như vẽ của cô bé chợt nhíu lại thành một đường, chỉ nhìn thoáng qua những người đan gia liền nhanh như chớp lùi vào ẩn nấp bên trong. Thấy thế, Tào Dĩnh bèn nở một nụ cười xinh như hoa rồi nhẹ bước vào hàng ghế của Tào gia tùy tiện ngồi xuống. Mà trong đoàn người theo sau nàng ta vào dãy ghế này, Tiêu Viêm cũng nhận ra được một khuôn mặt quen thuộc, Tào Đan. Hiện tại, Tào Đan cũng theo sát phía sau Tào Dĩnh, ánh mắt ra vẻ ngẫu nhiên nhìn vào phần trên vóc dáng đẹp mê người của nàng. Mục quang của hắn dù thế nào cũng không giấu được tình cảm ái dục sâu đậm của mình. Tiêu Viêm chỉ dừng mắt trên người Tào Đan một chốc liền chuyển đến một nam tử cường tráng bên cạnh hắn. Người này có vẻ mặt nghiêm nghị và đôi mày rất rậm làm người ta có cảm giác hắn là người cực kỳ nghiêm khắc. Ở Tào gia, hắn là người đàn ông duy nhất có thể đứng gần Tào Dĩnh mà không có áp lực chút nào. Nói như vậy, người này chính là Tào Hưu rồi. Tiêu Viêm chậm rãi thu hồi mục quang. Ba người này xem như đứng đầu thế hệ thanh niên trẻ tuổi đại diện cho Tào gia. Nhìn Tào Dĩnh kia thì biết, cho dù là những lão gia hỏa thành tinh của Tào gia cũng phải sụ mặt nhượng bộ nàng ba phần. Yêu nữ bực này có thể xem là vô địch thủ rồi. Dưới vô số ánh mắt nhìn chằm chằm trong đại điện, Tào Dĩnh vẫn như không màng đến mà dẫn đoàn người đi đến vị trí dành cho Tào gia. Khi đi đến dãy ghế dành cho đan gia, chợt Tào Dĩnh như không nhịn được phải dừng lại một phen. Đưa mắt nhìn cô bé nhu nhược yếu đuối rồi thản nhiên nói, đan thần muội muội, đã lâu rồi không gặp đó nha. Nghe những lời chào hỏi của Tào Dĩnh, cô bé được gọi là đan thần cũng không đáp trả mà chỉ khẽ gật đầu. Không nghĩ tới lần này muội cũng tới, chắc cũng do đan hội mà đến à. Hắc hắc, đan gia cũng chấp nhận bỏ ra vốn lớn đây. Chẳng lẽ lại muốn đoạt được ngôi quán quân đan hội lần này sao? Tào Dĩnh thấp giọng cười hàm ý. Dưới áp lực do khí chất lạnh lẽo cao ngạo của Tào Dĩnh, đan thần giống như một nữ hài bé nhỏ đáng thương, không có cách nào đấu võ mồm với nàng ta cả.
Tào Dĩnh tiểu thư đã đùa quá rồi. Quán quân của đan hội lần này không phải là cô nương thì e rằng chẳng còn ai khác đủ tư cách nhận lấy. Đan Hiên bước tới chắn trước mặt đan thần mỉm cười rồi nói với vẻ muốn nhận sự khiêu khích này. Xem ra ngươi cũng là người biết lấy lòng, nhưng cũng đừng nghĩ chỉ vì mấy câu dối trá này mà có thể khiến ta buông lòng. Đối với ý tứ của Đan Hiên, Tào Dĩnh cũng không hề đáp lại, chỉ nheo mắt nhìn đan thần rồi nhẹ giọng, chẳng qua ta cũng muốn thấy sau 2 năm cách biệt ngươi có thể mạnh hơn bao nhiêu. Chẳng biết đã hoàn toàn đặt chân vào cảnh giới kia hay chưa vậy. Chỉ nhắc tới luyện đan thì ngay lập tức đan thần mất hẳn vẻ nhu nhược vốn có, tựa như đã biến thành một người khác, quắc mắt nhìn Tào Dĩnh rồi nói, ta cũng muốn biết. Sự biến hóa đột ngột của đan thần dường như không nằm ngoài dự kiến của Tào Dĩnh. Nàng ta cũng không tiếp tục công kích, ngược lại chỉ gật đầu cười khẽ liền xoay người bước về khu vực dành cho Tào gia. Khi đi ngang qua chỗ Diệp gia, bước chân nàng vẫn nhẹ nhàng thoải mái như không hề quan tâm cũng chẳng hề dừng lại, lập tức đi tới vị trí của mình rồi chậm rãi ngồi xuống. Tuy Tào Dĩnh không quan tâm đến Diệp gia nhưng Tào Đan thì khác hẳn. Hắn đột nhiên dừng bước, nhìn Tiêu Viêm rồi nở nụ cười lạnh đoạn nói, không nghĩ được, quả nhiên ngươi muốn nhúng tay vào việc này. Tiêu Viêm cũng không đáp, nhướng mày nhìn hắn cười cười lộ vẻ không thèm để ý. Đối với bộ dạng của Tiêu Viêm, trong mắt Tào Đan thoáng hiện hàn ý, vừa định quát mắng một phen nhưng chợt bị nam tử cường tráng bên cạnh ngăn lại. Người này nhẹ nhàng liếc Tiêu Viêm rồi nói, đi thôi. Ở nơi đây còn hô to gọi nhỏ cái gì? Nghe vậy, dù Tào Đan đang rất ư bất mãn nhưng cũng phải gật gật đầu, sau đó bước tới hàng ghế Tào gia. Ngươi là tên Tiêu Viêm kia, ta đã nghe Tào Đan nói rất nhiều về ngươi đấy. Nam tử này chỉ nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, thản nhiên hỏi. Tiêu Viêm mắt thấy nam tử này tuy biểu hiện rất uy mãnh nhanh nhẹn nhưng lại rất khó đánh giá con người qua bề ngoài. Ngược lại, từ biểu tình của đối phương, xem ra đã đạt đến trình độ luyện dược rất cao nhưng bất quá hành động lại đúng như lời Diệp Trọng nói, thành thục và ổn trọng hơn Tào Đan rất nhiều. Tào Hưu, một trong 3 đại thiên tài đỉnh đỉnh đại danh của Tào gia. Tiêu Viêm mỉm cười, nói, thiên tài, ta cũng không xứng đáng với 2 chữ này. Tào Hưu quắc mắt nhìn Tiêu Viêm, sau đó thoáng lướt qua nhóm người Diệp Trọng rồi chậm rãi nói, trình độ của ngươi không tồi. Nhưng muốn cứu Diệp gia e rằng rất khó. Hy vọng ngươi không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này. Đa tạ lời khuyên, Tiêu Viêm cười đáp. Tào Hưu cũng gật gật đầu, bộ dạng như không muốn nhiều lời vô ích liền xoay người trở lại khu vực của Tào gia. Người này quả nhiên không phải cái dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển như Tào Đan kia có thể sánh được à. Tiêu Viêm uể oải duỗi thẳng lưng, thấp giọng nói. Kỳ thật, thiên phú luyện đan của Tào Hưu cũng không bằng Tào Đan, nhưng thành tựu của hắn càng về sau sẽ càng lớn hơn Tào Đan nhiều. Diệp Trọng gật đầu, thở dài nói tiếp, người này có nghị lực rất mạnh. Tào gia có được hắn lẫn Tào Dĩnh thực sự là quá may mắn. Đại ca, huynh và tên kia nói với nhau gì vậy? Lần này, huynh phải báo thủ cho đệ đó. Chỉ cần tiểu tử kia không nằm trong 3 hạng đầu thì Diệp gia liền xong đời. Tào Đan nhìn Tào Hưu ngồi bên cạnh rồi nói với vẻ vô cùng bất mãn. Tào Hưu liếc hắn đoạn thản nhiên nói, người này không đơn giản, ta không nghĩ được hắn có thể thắng ngươi. Nói không chừng, lần này hắn có thể thật sự tiến vào 3 hạng đầu. Cũng đã là một tên luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Chỉ ngần ấy tuổi đã đi đến đẳng cấp này. Hơn nữa, nhìn lại thì hắn cũng không giống loại thanh niên tuổi trẻ khí thịnh dưới mắt không người. Hiển nhiên tâm tính không phải tầm thường. Lần khảo hạch này, nếu hắn có năng lực bước vào top 3 thì xác thực chẳng có gì lấy làm quái lạ. Tào Dĩnh ngồi phía trên, Ngọc Thủ đang mân mê một viên châu ôn nhuận, nghe được câu chuyện của 2 người liền tùy ý nói một câu nhưng không hề quay đầu lại. Nghe vậy, Tào Đan càng vô cùng mất hứng không vui chút nào, tựa như vô cùng bất mãn việc 2 người đồng thời đánh giá cao Tiêu Viêm. Nhưng đối với Tào Dĩnh, hắn làm thế nào dám lên tiếng phản bác nói thêm cái gì? Bởi vậy chỉ có thể thầm oán hận nuốt ngược những lời đã đến cửa miệng vào trong bụng. Sau khi Tào gia đã ổn định vị trí, mặt đất bên trong đại điện đột nhiên chậm rãi chấn động. Nền đất tại khu vực của 5 phương gia tộc thoạt lùi về phía sau. Trong chớp mắt, đại điện như đã được mở ra một quảng trường vô cùng rộng rãi. Khi quảng trường này xuất hiện, chợt một lão nhân áo trắng, tinh thần phấn chấn chậm rãi tiến ra, sau đó dừng lại giữa khoảng sân rộng rồi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt đoạn tươi cười nói, nếu ngũ đại gia tộc đã tề tụ đông đủ,
như vậy lão phu cũng không cần nói nhiều. Lần khảo hạch này do ta chủ trì, các vị có ý kiến gì hay không? Hi hi, Thịnh trưởng lão. Lấy thân phận và địa vị của ngài ở Đan Tháp thì còn ai dám nghi ngờ. Sau tiếng cười của lão nhân áo trắng, bên trong đại điện chỉ có Tào Dĩnh cười duyên đáp lại. Bởi thân phận người này so với số đông đang ngồi trong đại điện thì cao hơn quá nhiều. Lão nhân này tên là Thịnh Diệu, một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp. Quyền lực và tiếng nói của lão có trọng lượng không nhỏ tại Đan Tháp, xem như là nhân vật cao tầng chân chính. Diệp Trọng ghé sát tai Tiêu Viêm thấp giọng giới thiệu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Khi lão nhân áo trắng này xuất hiện thì hắn liền như bị một áp lực như có như không bao phủ, hơn nữa áp lực này còn ảnh hưởng sâu đến trong linh hồn. Bởi vậy, hắn nhận ra vị lão nhân này tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Nha đầu kia, kha kha, không cần nói mấy câu nịnh bợ nữa. Xương cốt của lão già ta không chịu nổi đâu. Lão nhân áo trắng mỉm cười. Sau đó quét mắt nhìn toàn trường rồi nói, thời gian không còn nhiều. Mời những người tam gia khảo hạch của ngũ đại gia tộc tiến vào tràng đi. Cùng lúc lão nhân dứt lời, đại điện đang xôn xao náo nhiệt cũng đồng thời im phăng phắc. Tiêu Viêm khẽ hít một hơi thật sâu, từ từ siết chặt nắm đấm trong tay áo. Hắn nghiêng đầu liền thấy được sự hồi hộp lo lắng lẫn mong chờ trong mắt Diệp Trọng và Hân Lam. Tiêu Viêm đại ca, cố lên! Thấy khuôn mặt Hân Lam tuy khẩn trương nhưng vẫn cười động viên, Tiêu Viêm cũng tươi cười với nàng. Tự nhiên trong lòng bỗng dâng lên hào khí vạn trượng, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy dưới vô số ánh mắt soi mói của toàn trường. Rốt cuộc đã bắt đầu rồi à? Diệp gia lúc này như thuyền lớn sắp đắm có thể được Tiêu Viêm ra sức vãn hồi hay không, hôm nay liền thấy rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1137, Khảo thí linh hồn. Khi Tiêu Viêm đứng dậy thì ở khu vực của tứ đại gia tộc cũng có bốn người từ từ hành động tương tự. Nhất thời, ánh mắt toàn trường đều tập trung lên năm người bọn họ. Người dự khảo thí do hai nhà Đan, Tào phái ra thật sự không ngoài dự liệu của Diệp Trọng, đúng là Tào Hưu và Đan Hiên. Mà phía Bạch gia chính là người kiệt xuất trẻ tuổi nhất tên là Bạch Ưng. Về phần Khâu gia là một nam tử có dáng người nhỏ thó, mặc dù Tiêu Viêm không nhận biết được người này, nhưng đã được Khâu gia đưa ra thì khẳng định sẽ không phải hạng bình thường. Ánh mắt Thịnh trưởng lão chậm rãi đảo qua năm người trong sân, sau đó dừng lại ở Tiêu Viêm một chút. Lão cùng với Diệp gia trước kia có chút giao tình, nhưng mấy năm nay vì Diệp gia suy đồi mà ít đến Thánh Đan Thành. Bởi vậy quan hệ giữa hai bên cũng nhạt đi rất nhiều, chẳng qua đối với tình cảnh bọn họ bây giờ, Thịnh trưởng lão cũng có chút cảm thông, cũng đã từng lên tiếng nói giúp. Nhờ thế mà đến nay Diệp gia mới còn giữ được một đường sinh cơ cuối cùng. Người đại biểu cho các gia tộc tham gia khảo hạch, tiến vào sân đi. Nghe được thanh âm nhàn nhạt của Thịnh trưởng lão, đám người Tiêu Viêm trước vô số ánh mắt chăm chú của mọi người cũng từ từ đi xuống. Sau đó đứng tách nhau ra trên quảng trường, ánh mắt mỗi người đều mang một tia đề phòng. Đan Hiên của Đan gia bái kiến Thịnh trưởng lão. Đan Hiên đứng thẳng, ôm quyền cung thanh nói với Thịnh trưởng lão. Tào Hưu Tào gia, Bạch Ưng Bạch gia, Khâu Cơ Khâu gia. Sau Đan Hiên, mấy người Tào Hưu cũng ôm quyền hành lễ. Thịnh trưởng lão chính là một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, địa vị hơn xa trưởng lão bình thường, cho dù là ngũ đại gia tộc cũng phải khách khí với lão vài phần. Tiêu Viêm đại biểu Diệp gia, bái kiến Thịnh trưởng lão. Lễ tiết dạng này mặc dù vô dụng nhưng vẫn phải có. Tiêu Viêm cũng không phải dạng mao đầu tiểu tử tự nhiên sẽ không cậy thế mà giả bộ hành lễ. Tiêu Viêm vừa dứt lời, cũng khiến cho phần đông ánh mắt kinh ngạc trong đại điện đổ dồn lên người hắn. Nhưng một số người tin tức linh thông thì đều mơ hồ biết Tiêu Viêm cùng Diệp gia có chút quan hệ. Bởi vậy họ cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao loại khảo hạch này cũng không hạn chế ngũ đại gia tộc tìm kiếm ngoại nhân trợ giúp. Ha ha, Tiêu Viêm sao? Cái tên này chính là nổi nhất thời gian này đấy. Thịnh trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, cười nói. Theo lời lão, tự nhiên là việc lùm xùm với Băng Hà Cốc lúc trước, sau đó đại chiến một trận kinh thiên với họ ở Diệp Thành. Vì thế chuyện này đã trở thành một đề tài đàm luận không nhỏ ở Đan Vực. Chỉ là mấy chuyện nhỏ, sao lọt vào mắt của Thịnh trưởng lão được? Tiêu Viêm chỉ cười cười, nói, như thế nào là chuyện nhỏ?
ngay cả người của Bạch gia ta ngươi vẫn tùy ý ra tay, rõ ràng là không để Bạch gia vào trong mắt. Tuy Băng Hà Cốc không làm gì được ngươi, nhưng ngươi phải biết, nơi này là Thánh Đan Thành, cũng không phải Diệp Thành nhỏ bé chật hẹp kia. Tiêu Viêm vừa lên tiếng thì Bạch Ưng bên cạnh không nhịn được, lớn tiếng chỉ trích. Với việc Bạch Ưng lớn tiếng chào phúng, Tiêu Viêm cũng từ chối cho ý kiến, chỉ cười mỉm và không hề tranh hơi. 10 ngón tay đan nhau đặt trước người, giống như chưa từng nghe thấy âm thanh khiêu khích của Bạch Ưng vậy. Thấy thế Bạch Ưng bỗng cười lạnh. Hắn cũng sớm nghe nói Tiêu Viêm cũng là một gã luyện dược sư thất phẩm trung cấp, nhưng đó cũng chưa phải lý do để hắn kiêng kỵ. Dù sao trong thất phẩm trung cấp cũng phân chia cao thấp mạnh yếu khác nhau. Hơn một năm trước, hắn đã đạt đến đẳng cấp này, còn Tiêu Viêm mới bước chân vào độ vài ngày. Mạnh yếu, đã thấy rõ. Thịnh trưởng lão cũng không hề ngăn trở cục diện như phát hỏa giữa hai người. Dù sao loại sự tình này thường xuyên xuất hiện nên lão cũng không lấy làm ngạc nhiên. Chỉ cần nó không ảnh hưởng đến việc tiến hành khảo hạch thì bọn họ muốn ra sao cũng được. Nếu tất cả đều không có vấn đề gì nữa thì khảo hạch hôm nay của chúng ta sẽ bắt đầu. Thịnh trưởng lão chậm rãi lui ra sau, ở đó có một vật hình khối bị tấm vải đen bao phủ. Lão tự tay kéo tấm vải xuống liền lộ ra một khối bia đá cao tầm một trượng. Kỳ thật nói là khối bia đá cũng không chính xác, bởi vì khối bia này trong suốt nhìn qua giống như một loại thủy tinh. Khảo hạch của chúng ta chia làm 3 hạng mục. Mục đầu tiên chính là trắc hồn. Mọi người đều biết, linh hồn chính là điều căn bản trọng yếu nhất của luyện dược sư. Có linh hồn đầy đủ cường đại mới có được cảm giác khống chế, điều khiển tuyệt nhất. Thịnh trưởng lão vừa nói vừa chỉ vào khối bia đá, nơi đó có một kính bàn hình tròn bóng loáng, nói, các ngươi từng người một đưa lực lượng linh hồn của mình vào khối bia đá này. Chỉ số hiển thị trên kính bàn chính là chỉ số trắc nghiệm lực lượng linh hồn của ngươi. Chỉ số này đan tháp gọi là hồn trị. Hồn trị chỉ cần hơn 400 điểm là đạt tiêu chuẩn. Trong khảo hạch của ngũ đại gia tộc mấy năm nay, trị giá trị cao nhất của khảo thí hồn trị được ghi lại do Tào Dĩnh lập được. Năm đó nàng trắc nghiệm hồn trị đạt đến 976, tới nay vẫn chưa bị phá. Nói đến đây, ánh mắt thịnh trưởng lão cũng chuyển hướng sang phía Tào gia, nơi đó Tào Dĩnh một thân quần áo màu đen, ngọc thủ đang chống cằm vẻ nhàn nhã. Tay ngọc còn lại thì vuốt vuốt một quả ngọc châu xanh mượt, bộ dáng không chút thay đổi nào dù đang bị bao phủ bởi vô số ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh. Ha ha, được rồi. Nếu tất cả đã rõ quy củ, như vậy liền bắt đầu đi. Ai lên trước? Thịnh trưởng lão. Thu hồi ánh mắt nhìn năm người Tiêu Viêm cười nói. Thịnh trưởng lão vừa dứt lời, năm người lâm vào trầm mặc. Một lát sau, nam tử dáng người nhỏ bé của Khâu gia tên là Khâu Cơ liền xung phong đi đầu. Sau đó hắn khẽ ấn tay lên khối bia. Đôi mắt khép hờ, lực lượng linh hồn theo cánh tay mạnh mẽ tuôn vào. Tích, tích, tích. Theo lực lượng linh hồn dũng mãnh tiến vào khối bia đá, chỉ thấy tấm kính bàn bóng loáng trên khối bia đá đột nhiên truyền ra âm thanh rất khẽ. Sau đó một con số màu đỏ đột nhiên hiện lên nhảy nhót. Cuối cùng sau chừng 10 giây, dưới sự chứng kiến của nhiều người trong đại điện đã dừng lại ở con số 707. Sau khi hình ảnh mấy con số dừng hẳn lại, Khâu Cơ mới buông tay ra, nhìn thoáng qua mấy con số trên mặt kính bàn rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giá trị này cũng không tính là thấp, một ít luyện dược sư thất phẩm trung cấp cũng chưa chắc đạt được như mình. Tiêu Viêm nhìn thấy con số này cũng có chút suy nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được Khâu Cơ có lực lượng linh hồn không tệ, nhưng không ngờ chỉ đạt được giá trị này, chỉ là 707 mà thôi. Hắn trộm nghĩ phải chăng mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được Tào Dĩnh kia rất kinh khủng, dù sao nàng ở 2-3 năm trước đã vượt xa cái giá trị này rồi, chỉ không biết hôm nay nàng đã đạt đến trình độ nào. Sau khi có kết quả, Khâu Cơ cũng chậm rãi lui về sau. Dù sao giá trị này đã vượt xa tiêu chuẩn khảo thí nên hắn cũng không cần lo lắng nữa. Lúc Khâu Cơ lui về phía sau thì Bạch Ưng cũng lập tức bước lên trước hàng ngũ, cười lạnh liếc nhìn Tiêu Viêm. Đến lúc này hắn mới chậm rãi ấn bàn tay lên khối bia đá, hít một hơi, lực lượng linh hồn cũng mạnh mẽ tuôn ra. Tích, tích, tích. Theo lực lượng linh hồn từ trong cơ thể Bạch Ưng xuất ra, mấy con số màu đỏ trên kính bàn cũng nhanh chóng tăng lên, ngắn ngủi vài giây đã đạt đến 700, sau đó từ từ dừng lại ở giá trị 785. Nhìn mấy con số trên khối bia đá, bên trong đại điện cũng xôn xao bàn luận. Ở khu vực của mấy người Bạch gia lại càng rộ lên nhiều âm thanh mang vẻ đắc ý,
mà cô nương Lãnh Diễm Tiêu Viêm nhìn thấy ở nơi khảo hạch cấp bậc huy chương tại phân tháp hôm trước. Lúc này cũng nhìn thân ảnh áo trắng trên sân kia bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Thịnh trưởng lão nhìn thoáng qua chỉ số trên kính bàn rồi chậm rãi gật đầu. Thành tích bậc này có thể coi là thượng đẳng, danh tiếng thanh niên kiệt xuất trẻ tuổi nhất của Bạch gia quả nhiên không phải lời đồn. Lão nhẹ nhàng vung tay ra hiệu toàn trường im lặng rồi nhìn ba người Tiêu Viêm, Tào Hưu, Đan Hiên, cười nói, đến lượt các ngươi rồi. Nghe vậy, ba người liếc mắt nhìn nhau, Tào Hưu liền mỉm cười, nói, nếu hai vị trước đã xuất thủ thì tiếp theo ta cũng đành bêu xấu vậy. Nói xong, hắn bước nhanh lên trước rồi chậm rãi tiến đến khối bia đá. Bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc, ánh mắt mạnh mẽ mở ra, một cỗ linh hồn lực cực kỳ hùng hồn từ trong cơ thể như lũ quét trào ra. Tích, tích, tích. Theo lực lượng linh hồn từ trong cơ thể Tào Hưu mạnh mẽ tuôn ra, chỉ thấy chỉ số màu đỏ trên mặt kính bàn liên tục nhảy vọt. Trong chớp mắt đã đột phá 800, cuối cùng từ từ dừng lại ở chỉ số 846. Nhìn chỉ số trên kính bàn, trong đại điện cũng vang lên một ít tiếng than sợ hãi. Chỉ số này, ở cấp bậc thất phẩm trung cấp đã thuộc dạng tốt nhất rồi, đến hai người các ngươi rồi. Tào Hưu chậm rãi lui về sau, sau đó chuyển mắt nhìn hai người Tiêu Viêm, Đan Hiên, nói. Nghe vậy, Đan Hiên khẽ gật đầu rồi hướng về phía Tiêu Viêm cười ôn hòa, đoạn chậm rãi đi lên. Đan Hiên tiêu sái đi ra, không nghi ngờ là khiến cho vô số ánh mắt các sắc lang trong đại điện đều đổ dồn đến, thậm chí ngay kẻ hờ hững như Tào Dĩnh cũng đưa mắt đẹp ngước lên nhìn. Đan Hiên, thiên tài của Đan gia, đại danh đỉnh đỉnh này rất nhiều người biết, chưa? Kể nàng sau này nhất định sẽ là người lèo lái con thuyền Đan gia. Thực lực lẫn tính tình của nàng đều đủ tư cách đáp ứng tốt chuyện này. Dưới vô số ánh mắt soi mói của mọi người, Đan Hiên dừng bước trước khối bia đá, nhẹ nhàng đặt tay lên, trên khuôn mặt không chút lo lắng và khẩn trương gì cả. Bàn tay sờ khối đá, Đan Hiên chậm rãi nhắm mắt. Một cỗ lực lượng linh hồn bàng bạc chậm rãi từ trong cơ thể tuôn ra. Trong lúc mơ hồ, ngay cả không gian xung quanh cũng dường như bị vặn vẹo. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Thịnh trưởng lão cũng thoáng hiện nỗi kinh ngạc. Lực lượng linh hồn bàng bạc mạnh mẽ tràn vào khối bia đá, âm thanh tích, tích dồn dập vang lên. Con số màu đỏ trên kính bàn nhảy nhót liên tục, dùng một tốc độ kinh hồn khiến tim người ta đập rộn đột ngột nhảy vọt. Chỉ số tăng một cách khủng khiếp, nháy mắt đã đột phá 700 rồi 800, lúc này mới từ từ hãm dần tốc độ, nhưng vẫn như trước tiếp tục nhảy lên. Cuối cùng, khi tất cả mọi người đang hồi hộp thì chỉ số đã vọt qua 900 rồi dừng lại ở con số 903. Thịnh trưởng lão cũng ở thời khắc này gật đầu cười hài lòng. Đan Hiên có thể đạt tới chỉ số này thì không lâu sau nàng sẽ có cơ hội tiến nhập luyện dược sư thất phẩm cao cấp. Quan trọng hơn, nàng vẫn còn trẻ, ngày sau nói không chừng còn có tư cách đạt đến cảnh giới tông sư chân chính. Ở chỗ ngồi Tào gia, đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh cũng hiện lên chút ít kinh ngạc, chợt khẽ mỉm cười. Đan Hiên này quả không tồi. Mặc dù vẫn chưa đủ tư cách so với mình nhưng với người khác cùng bối phận thì đã là dạng kiệt xuất rồi. Trong sân tiếng kinh hô tán thán kéo dài một lúc mới dần dần an tĩnh lại. Sau đó tất cả ánh mắt của mọi người đều hội tụ trên người cuối cùng. Đây chính là cơ hội cuối cùng của Diệp gia. Nếu như Tiêu Viêm không đạt được chỉ số vượt qua được Bạch Ưng kia để đứng vào hàng ba người xếp đầu thì Diệp gia triệt để toi đời. 8. Người Diệp Trọng lúc này cũng cực kỳ khẩn trương nhìn Tiêu Viêm. Nếu như ngay cả hạng mục đầu tiên của khảo hạch cũng không lọt vào top 3 thì những hạng mục khảo hạch phía sau cũng không cần tiến hành nữa. Tào Dĩnh khẽ dương đôi mắt yêu mị giạt rào hăng hái ngó Tiêu Viêm. Nàng cũng rất muốn biết gã thanh niên có chút danh tiếng này đến tột cùng có đủ bản lĩnh cứu vãn Diệp gia hay chỉ đang ra vẻ chấn định. Trước tất cả ánh mắt soi mói của toàn trường, Tiêu Viêm cũng chậm rãi hít một hơi, sắc mặt trầm ổn, từ từ bước lên trước. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên rồi áp chặt vào khối bia khảo thí. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1138, Diễm Kinh Tứ Tọa. Ánh mắt toàn trường đều tập trung dồn lên trên người Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới tấm bia đá. Mấy người khảo thí trước đó có lẽ hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng ở chỗ này người được mong đợi nhất chính là Tiêu Viêm rốt cuộc sắp ra tay. Bởi vì sự xuất thủ của hắn đại biểu cho Diệp gia,
kết quả khảo thí của hắn cũng sẽ quyết định vận mệnh sau này của Diệp gia. Danh tiếng một trong ngũ đại gia tộc đến tột cùng có thể giữ lại hay không đều dựa vào lần khảo thí này. Ánh mắt Tào Đan nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Viêm, khóe miệng mỉm cười trào phúng. Diệp gia nếu muốn thông qua lần khảo hạch này ít nhất cũng phải đứng vào một trong ba thứ hạng đầu. Mà hiện giờ ba vị trí này đã bị Đan Hiên, Tào Hưu, Bạch Ưng chiếm cứ, có ba đối thủ như vậy cạnh tranh, không có một ai là hạng vô dụng cả. Tào Đan không tin Tiêu Viêm có được năng lực này. Dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường, Tiêu Viêm từ tốn dừng bước trước tấm bia đá, tay phải nhẹ nhàng giơ lên ấn vào tấm bia đá. Tấm bia đá cực kỳ lạnh lẽo, giống như là một khối hàn băng vậy, ngón tay vừa tiếp xúc bề mặt liền có cảm giác tê dại đi. Loại cảm giác này phảng phất như có thể xâm nhập linh hồn gây ảnh hưởng đến tinh thần người khác. Tiêu Viêm, Diệp gia nếu muốn thông qua lần khảo hạch này thì phải xếp hạng 3 trở lên. Hiện tại, người xếp thứ 3 là Bạch Ưng, trị số linh hồn của hắn đạt tới 755 điểm. Ngươi cần phải vượt qua hắn, Diệp gia mới có một đường sinh cơ. Vị trưởng lão đứng bên cạnh tấm bia đá chú mục nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt ngưng trọng nói. Lúc này nếu như Diệp gia lại thất bại lần nữa, chỉ sợ từ nay về sau sẽ rút lui khỏi phạm vi ngũ đại gia tộc rồi. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, hắn hiểu rõ ràng việc này. Hiện tại trong tay hắn đang nắm giữ vận mệnh của tất cả tộc nhân Diệp gia. Đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, khí thế toàn thân Tiêu Viêm chớp mắt đã hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả hô hấp cũng dần dần mỏng manh. Không khí yên tĩnh bao phủ toàn đại điện, lúc này không có nửa điểm thanh âm nào tồn tại. Toàn bộ đại điện xuất hiện một loại áp lực nhàn nhạt lượn lờ trong không khí. Không khí yên tĩnh này kéo dài ước chừng nửa giờ, mà mọi người ở trong đại điện đều đưa mắt nhìn nhau. Bỗng một luồng uy áp linh hồn mênh mông như một đầu cự long chậm rãi thức tỉnh, khí thế trong cơ thể thân ảnh đứng trước tấm bia đá đột ngột gia tăng cực nhanh. Tới, một thanh âm trầm thấp vang lên, không gian quanh thân Tiêu Viêm đột nhiên bạo liệt. Một cơn bão linh hồn trong lúc này nhanh chóng thành hình, mà trong quá trình nó thành hình, không gian xung quanh thân thể Tiêu Viêm chợt chậm chạp tan vỡ. Ngay khi linh hồn phong bạo xuất hiện, sắc mặt vị trưởng lão đứng gần Tiêu Viêm nhất mạnh mẽ biến đổi. Thân hình lui gấp về phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh mơ hồ ở giữa vùng không gian vặn vẹo kia. Thời điểm chắc kiểm tra giá trị linh hồn lại xuất hiện dị tượng thế này, không phải là lần đầu tiên hắn gặp qua. Năm đó khi Tào Dĩnh kiểm tra cũng từng dẫn phát dị tượng như vậy, thế nhưng mức độ linh hồn phong bạo lúc đó hình như hơi nhỏ hơn so với Tiêu Viêm hiện tại thì phải. Ba người Đan Hiên, Tào Hưu, Bạch Ưng trước tấm bia đá là cũng biến sắc vì biến cố xuất hiện. Tất cả đều lui về phía sau chừng 10 bước, đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn tới thân ảnh kia, đặc biệt là sắc mặt Bạch Ưng vô cùng kinh dị. Hắn không thể nào tưởng tượng được gã Tiêu Viêm này lại có thể đạt tới trình độ kinh người như thế. Ở khu vực của Tào gia, bàn tay ngọc của Tào Dĩnh đang chậm rãi chuyển động, hai viên ngọc châu lúc này cũng đã đình chỉ. Đôi tròng mắt yêu khí giạt rào kia dừng ở trên người gã thanh niên đứng trước tấm bia đá. Trên gương mặt nàng rốt cục đã lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này đây trong đầu nàng bắt đầu có ý tưởng nhìn lầm hàng rồi. Nàng không thể nào ngờ được, gã thanh niên Tiêu Viêm này thế mà ẩn giấu sâu như thế. Linh hồn phong bạo xuất hiện làm cho toàn trường ồ lên kinh ngạc. Sau một hồi lâu luồng gió lốc mới chậm rãi giảm bớt, mấy chục giây sau mới hoàn toàn tiêu tán. Ngay sau khi cơn bão linh hồn tiêu tán, bàn tay Tiêu Viêm đang tiếp xúc tấm bia đá cũng chậm rãi thu về, sau đó cùng với ánh mắt toàn trường trong chuyển hướng nhìn lên trên tấm bia đá. Một con số đỏ rực đập vào mắt tất cả mọi người, mà chỉ số cũng khiến cho toàn trường nháy mắt im bặt. Mỗi ánh mắt giống như là bị hóa đá, hết thảy đều dừng lại trên con số kia, không thể rời đi được nữa. Sự tĩnh lặng bên trong đại điện kéo dài hồi lâu, rốt cục bị từng tiếng hít thở gấp gáp và lạnh giá phá vỡ. Phần lớn ánh mắt mang theo cảm giác khó tin và kinh hãi như đóng đinh lên bóng lưng Tiêu Viêm. Con số này so với kỷ lục Tào Dĩnh năm đó lập nên còn cao hơn 300 điểm. Năm đó Tào Dĩnh xuất thủ, lần đầu tiên đột phá đã bị tất cả người xem dứt khoát đặt cho cái danh yêu nữ. Nhưng mà hiện giờ Tiêu Viêm lại lần phá vỡ kỷ lục năm đó, hơn nữa còn vượt qua rất xa. Thành tích bậc này, quả thực nghe rợn cả người. Đôi mắt Tào Dĩnh cũng bị con số màu đỏ kia làm cho kinh hãi không ít. Sau đó nàng lại nhìn về phía Tiêu Viêm, cười nói, thật là thú vị. Trung Châu quả nhiên là tàng long ngọa hổ.
từ trước tới nay ta không thể nào nghĩ tới trong nhân gian còn có nhân vật cỡ này. Xem ra lần đan hội này sẽ có rất nhiều chuyện hay để xem rồi. Tào Đan đứng ở phía sau cũng trợn mắt há mồm nhìn lên bia đá, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Nghe được lời lẽ thưởng thức của Tào Dĩnh, trong mắt hắn không khỏi hiện lên một tia ghen ghét. Hắn cực kỳ rõ ràng tính cách Tào Dĩnh, số người có thể khiến cho nữ tử cực kỳ lãnh ngạo đến cực điểm này chính thức để ý, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Hơn hắn biết rõ ràng một điều, ít nhất hắn còn không có đạt được tư cách đó. Nhưng mà hiện tại gã Tiêu Viêm vốn bị hắn trào phúng lại làm được, lấy tính cách của hắn quả thực đây là một loại đả kích rất khó tiếp nhận. Tại chỗ ngồi Diệp gia, Diệp Trọng cùng Hân Lam vẫn luôn căng thẳng lúc này như chút được gánh nặng, cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Viêm lấy được thành tích này thật sự là quá tốt rồi, hai người cảm giác như mộng như ảo, bọn họ chưa bao giờ hoài nghi thực lực Tiêu Viêm. Nhưng đồng dạng cũng không hề nghĩ tới, hắn lại có thể phá vỡ được kỷ lục trước kia của yêu nữ Tào gia. Diệp gia chúng ta được cứu rồi. Diệp Trọng kích động đến mức hai tay đều run rẩy, đủ loại lo lắng trong khoảng thời gian này rốt cuộc triệt để tan thành mây khói. Hắn tin tưởng lấy tiêu chuẩn mà Tiêu Viêm thể hiện, muốn đạt được vị trí ba thứ hạng đầu cũng không khó. Vị trưởng lão đứng bên cạnh tấm bia đá sau khi nhìn thấy con số màu đỏ kia rất là kinh ngạc. Một lúc lâu sau mới chậm rãi hồi tỉnh nhìn về phía Tiêu Viêm gật đầu tán thưởng, trong mắt còn nổi lên từng tia cuồng nhiệt dị thường. Người khác có lẽ không biết giá trị này, hàm nghĩa đại biểu cho cái gì, nhưng lão ta cực kỳ rõ ràng điều này biểu thị linh hồn lực lượng Tiêu Viêm đã đạt đến trình độ thất phẩm cao cấp. Hơn nữa, đáng nhắc đến chính là tuổi tác của Tiêu Viêm. Mới nhiêu đó tuổi đã đạt đến thất phẩm cao cấp, trong nhóm thanh niên trẻ tuổi hiện tại, chỉ có Tào Dĩnh mới có thể so sánh được với hắn. Nói cách khác, sau Tào Dĩnh, đan tháp lại xuất hiện thêm một vị kỳ tài yêu nghiệt. Đương nhiên, thịnh trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không vì chuyện này mà cho rằng Tiêu Viêm có thể chân chính sóng vai cùng Tào Dĩnh, dù sao kỷ lục trước kia của nàng đã qua 2-3 năm rồi. Hiện giờ tất nhiên nàng đã đạt đến một trình độ càng thêm kinh khủng. Tuổi của Tiêu Viêm và nàng cũng không sai biệt nhiều, nếu thật sự so sánh, có lẽ Tào Dĩnh vẫn nhỉnh hơn một chút. Dựa theo lẽ thường quả thật là như vậy, nhưng lão làm sao có thể biết được chỉ số hiện giờ không phải là toàn lực của Tiêu Viêm. Làm gì cũng phải chừa ra một con đường sống, lưu lại cho mình một ít thủ đoạn giữ thân, đây là cách Tiêu Viêm hay dùng. Tạo thành kết quả này kỳ thật Tiêu Viêm cũng không ngờ tới. Mặc dù nói chưa từng dự đoán được, nhưng hắn vẫn hiểu được sở dĩ giá trị linh hồn cao như vậy hẳn là có liên hệ tới linh khí bên trong thể nội. Linh khí tuy nói không cùng loại với đấu khí, nhưng nó có thể làm cho linh hồn sinh ra chất biến. Trong linh hồn luyện dược sư đồng cấp có sở hữu linh khí hay không chính là hai kết quả hoàn toàn khác biệt. Lúc trước linh hồn phong bạo xuất hiện Tiêu Viêm có cảm giác áp lực, lực lượng linh hồn khi đó không có triệt để bạo phát. Hắn thủy chung vẫn tin tưởng lưu lại cho mình một vài thủ đoạn mới có thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Ha ha, không tệ, không tệ. Thịnh trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, cười to nói. Xem bộ dáng này hiển nhiên là hắn đang cực độ hưng phấn. Nếu như báo cáo việc này lên trên, tất nhiên sẽ khiến dẫn đến chấn động không nhỏ. Linh hồn khảo thí đến đây là kết thúc. Xếp thứ nhất tự nhiên là Tiêu Viêm đại biểu Diệp gia. Mặt khác cũng phải chúc mừng hắn sáng lập kỷ lục mới. Kỷ lục này hẳn là trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không bị phá vỡ rồi. Nghe được thanh âm của vị trưởng lão, mọi người trong đại điện cũng âm thầm cảm thán. Diệp gia này quả nhiên là mạng dai như dán. Tại thời điểm sắp chết thế mà còn có thể tìm ra một vị viện thủ khủng bố như vậy. Từ biểu hiện lần này mà đoán, hai hạng khảo thí kế tiếp tất nhiên sẽ xếp hàng ba trở lên không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn thông qua khảo hạch lần này, vậy thì Diệp gia lại có được sinh lực để tiếp tục sinh tồn. Kế tiếp vẫn còn hai hạng khảo hạch cuối cùng, nếu như mọi việc kết thúc, như vậy khảo hạch ngũ đại gia tộc lần này sẽ xuất hiện kết quả cuối cùng rất đáng chờ mong. Thịnh trưởng lão nhìn về phía Tiêu Viêm, nụ cười trên mặt hắn tăng thêm vài phần nóng bỏng và hiền lành, so với vẻ bình thản trước kia đã nhiệt tình hơn rất nhiều. Đối với sự nhiệt tình của trưởng lão, Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười đáp lễ. Khi vừa lui ra phía sau hai bước đột nhiên cảm nhận được một cảm giác áp bách làm cho linh hồn hắn khẽ rung động. Lập tức quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt hắn chính là cô gái áo đen trên hàng ghế Tào gia. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm bắn tới, khóe môi Tào Dĩnh cũng khẽ nhếch lên nở một nụ cười tràn ngập yêu khí,
giống như là một tiểu yêu tinh hạ xuống phàm trần. Mà đối với nữ yêu tinh cực kỳ hấp dẫn và nóng bỏng kia, trong lòng Tiêu Viêm lại lẳng lặng dâng lên một tia cảnh giác. Cô bé này không thể nào tùy ý chạm vào được. Các bạn đang nghe chuyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1139. Chương này bị nhảy chương nên bỏ qua. Các bạn đang nghe chuyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1140. Khống chế linh hồn. Khảo hạch tiếp theo gọi là khống chế linh hồn. Thịnh trưởng lão cười tủm tỉm nhìn về phía năm người Tiêu Viêm, sau đó lấy một viên thiết châu đen nhánh ra từ nạp giới. Nó ảm đạm vô quang, tối đen như mực làm cho người ta có cảm giác u ám. Hạt châu này chế tạo từ hồn cương, gọi là đoán hồn châu. Nếu cầm thì rất nhẹ nhưng đối với linh hồn lại nặng tựa ngàn cân. Khi khảo thí khống chế linh hồn bắt đầu, trên trần nhà sẽ rơi xuống những viên đoán hồn châu. Nhiệm vụ của các ngươi là không được vận đấu khí, chỉ được dùng linh hồn lực khống chế những viên đoán hồn châu này. Cứ theo số lượng mà xếp hạng, người nào tiếp được số lượng đoán hồn châu nhiều nhất sẽ được xếp hạng nhất. Nói tới đây, thịnh trưởng lão nhìn thoáng qua Tào Dĩnh, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Viêm mà cười bảo, ở khảo nghiệm khống chế linh hồn này, người mang kỷ lục vẫn là Tào Dĩnh cô nương. Nàng là người duy nhất tiếp được 89 viên, kỷ lục này đến nay vẫn chưa có người nào phá được. Nghe thịnh trưởng lão nói như thế, ánh mắt toàn trường liền hướng về phía Tiêu Viêm, họ muốn biết kỷ lục mà vị Tào cô nương này lưu lại có bị gã Tiêu Viêm này phá vỡ hay không. Hừ, các người cũng quá đề cao tên kia. Chẳng qua lúc đầu nhờ vận khí mới được thành tích như thế này thôi. Khóe miệng Tào Đan co giật, thầm hừ lạnh một tiếng. Tào Dĩnh hờ hững liếc mắt về phía hắn, thốt, người tên Tiêu Viêm này quả thật có bản lĩnh, cũng không hẳn là dựa vào vận may mà quá quan. Ta thật muốn xem, lần khống chế linh hồn này hắn có thể đạt được thành tích như thế nào. Hồn trị lớn hay nhỏ đại biểu cho một luyện dược sư có cường đại hay không, nhưng luyện dược sư chân chính lại không quá quan tâm đến chuyện mạnh yếu của hồn lực. Muốn chế ra đan dược cao giai thì phải cần đến sự nhạy cảm linh hồn và kèm theo đó là sự khống chế đến lô hỏa thuần thanh. Nếu không chẳng khác nào lấy búa tạ mà đập vào trứng gà, thừa lực nhưng trứng thì nát bét hết cả. Chỉ những người có linh hồn lực mạnh mẽ, hơn nữa phải khống chế vô cùng thuần thục mới có thể là một tông sư luyện dược chân chính. Thế nào rồi? Đều chuẩn bị xong cả chứ? Thịnh trưởng lão mỉm cười nhìn đám người Tiêu Viêm hỏi, đám người liền chậm rãi gật đầu. Linh hồn lực tại mi tâm bắt đầu vận khởi chậm chậm, tùy thời mà phát. Ta có một vài điều nhắc nhở đến quý vị. Ngàn vạn lần đừng tưởng mình có thể hoàn toàn tiếp được hết, phân tán linh hồn lực trong cửa này chính là hành vi ngu xuẩn nhất. Thịnh trưởng lão nghiêm túc nhắc nhở một hồi, liền nhanh chóng thối lui. Khi lão vừa lùi ra ngoài, trên trần nhà hiện ra vô số lỗ hổng đen. Một lát sau, các viên thiết châu đen nhánh rơi xuống như mưa rào. Nhìn thấy đoán hồn châu rào rào rơi xuống như mưa, đám người Tiêu Viêm như một phản xạ có điều kiện, liền phóng người tách nhau ra, duy trì khoảng nhất định. Sau đó tinh thần lực bàng bạc của họ liền từ mi tâm bạo phát. Do lúc trước thịnh trưởng lão đã nhắc nhở, Tiêu Viêm không phân tán linh hồn lực thành tấm lưới mà ngưng tụ thành một bàn tay tinh thần lực nhanh chư chớp chụp vào đám đoán hồn châu rơi xuống chi chít. Nhưng có lẽ phải dùng từ nhặt mới có thể diễn tả chuẩn xác hơn, bởi bàn tay do linh hồn lực cấu thành kia không vơ bắt lung tung. Mà khi nó nhắm vào một viên châu nào thì hai ngón tay vô hình lướt ra vững vàng kẹp lấy. Viên đoán hồn châu đầu tiên vào tay, Tiêu Viêm liền cảm giác được bàn tay linh hồn lực đột nhiên trầm xuống. Thậm chí hắn còn cảm giác nửa thân mình bỗng nhiên bị áp lực của đoán hồn châu này đè xuống không thể cử động. Quả nhiên nặng thật, nhận thấy sự biến hóa kia, Tiêu Viêm khẽ dùng mình đảo mắt nhìn quanh. Thấy hai người Bạch Ưng và Khâu Cơ đang chật vật tránh né đoán hồn châu nện xuống, linh hồn lực toát ra. Từ mi tâm của họ hoàn toàn không làm đoán hồn châu rơi chậm lại mà trực tiếp bị xé rách. Hiển nhiên là do linh hồn lực của họ quá phân tán. So với hai người này, tình hình của Tào Hưu và Đan Hiên lại tốt hơn một ít. Tuy lần đầu luống cuống tay chân nhưng họ đã nhanh chóng ổn định và ngưng tụ tinh thần lực lại một chỗ, không dám tham nhiều mà chỉ tiếp lấy từng viên châu đang rơi xuống.
Lần đầu tiên Tiêu Viên bắt được đoán hồn châu thì đã chấn định hơn nhiều, cũng hiểu rõ hơn đặc tính và sức nặng của chúng. Hắn lập tức chuyển động tinh thần, bàn tay linh hồn xé gió bay ra không ngừng bắt lấy từng viên đoán hồn châu, sau đó giữ chúng trôi nổi bên cạnh. Một viên, hai viên, ba viên rồi lại bốn viên. Nhìn từng viên đoán hồn châu đen nhánh không ngừng quanh quẩn cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt những người trong đại điện cũng chợt khẩn trương theo, trong lòng không ngừng thầm đếm số lượng đoán hồn châu. 43, 44. Ngay lúc số đoán hồn châu xung quanh Tiêu Viêm ngày một tăng lên thì Khâu Cơ và Bạch Ưng vì không chịu nổi áp lực linh hồn nên không thể không bỏ cuộc. Khi bọn họ rời khỏi thì lơ lửng trước mặt bọn họ là 11 viên cùng với 43 viên đoán hồn châu. Không lâu sau khi hai người Bạch Ưng rời khảo thí thì Tào Hưu cũng bỏ cuộc. Trước mặt hắn lơ lửng 56 viên đoán hồn châu. Khi Tào Hưu rời khỏi thì trong sân lúc này chỉ còn Tiêu Viêm và với Đan Hiên vẫn kiên trì. Nhưng theo số lượng đoán hồn châu không ngừng rơi xuống thì sắc mặt của Đan Hiên cũng đỏ dần lên, hô hấp trở nên dồn dập. Bù, bù. Kiên trì thêm được vài phút, Đan Hiên bất chợt thở một hơi dài buông tay rồi liếc mắt về phía đám đoán hồn châu trôi nổi trước mặt. Vừa đúng 66 viên, vù, 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 thở dốc liên hồi, Đan Hiên cảm thấy linh hồn lực của mình đã đến cực hạn. Vào lúc này, chỉ cần thêm một viên đoán hồn châu nữa thôi thì nàng sẽ lập tức sẽ lâm vào tình trạng một cọng rơm đè bẹp chú lạc đà. Tình, thần buông lỏng, linh hồn lực đang ngưng tụ cũng lặng lẽ tiêu tán mất. Đám đoán hồn châu đang được nâng đỡ bởi tinh thần lực giờ đã mất đi lực nâng lập tức rơi leng keng xuống mặt sàn, phát ra những tiếng vang thanh thúy. Lúc Đan Hiên tự động bỏ cuộc thì nụ cười đã xuất hiện trên mặt Tiêu Viêm. Hắn liền dừng lại không thu đoán hồn châu nữa, ngón tay khẽ gảy điều khiển đám đoán hồn châu đang xung quanh xoay tròn quanh thân, cười vang, 93 viên, đa tạ. Ngón tay khẽ búng ra, đám đoán hồn châu đang xoay chuyển xung quanh thân liền dừng lại rơi xuống. Tiêu Viêm ôm quyền hướng tới đám người Đan Hiên, mỉm cười nói. Thấy Tiêu Viêm đang mỉm cười, đám người Đan Hiên chỉ có thể nở nụ cười khổ. Trong bộ dạng thong dong của hắn, rõ ràng hắn vẫn chưa xuất toàn lực. Nhưng chỉ cần thành tích bấy nhiêu đó thôi cũng đủ phá vỡ kỷ lục được ghi chép của Tào Dĩnh rồi. Bạch Ưng sắc mặt bây giờ đã xanh tái vì tức giận, nhưng hắn cũng không thể cất lên một lời châm chọc nào nữa. Hai lần biểu hiện xuất sắc của Tiêu Viêm đã làm cho hắn hiểu được thực lực của mình so với tên kia còn cách nhau cả vạn dặm. Bốp, bốp, lúc đám đoán hồn châu quanh thân Tiêu Viêm rơi xuống đất, bên trong đại điện nhất thời rộ lên tiếng vỗ tay vang dội. Tiêu Viêm xuất thủ hai lần cũng đủ để bọn họ hiểu ra rằng Diệp gia được cứu rồi. Trong tiếng vỗ tay vang lên liên hồi, khóe môi Tào Dĩnh cũng cong lên thành nụ cười yêu mị, ánh mắt mỹ miều mang theo sự cuồng nhiệt dừng lại trên người nam tử thoạt nhìn có vẻ gầy yếu này. Mấy năm gần đây, người nàng xem là đối thủ trong giới luyện dược sư chỉ có tiểu nha đầu đan thần của Đan gia mà thôi. Hiện giờ có lẽ thêm một người trẻ tuổi tên là Tiêu Viêm nữa rồi. Thịnh trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Tiêu Viêm, nét mặt mang theo sự hoan hỉ khó giấu. 93 viên, so với Tào Dĩnh trước kia còn nhiều hơn 4 viên. Và lại, nhìn vẻ thong dong như vậy, rõ ràng hắn vẫn chưa dốc hết toàn lực mà. Chỉ dùng đủ lực để quá quan. Không tệ, quả thật không tệ. Thịnh trưởng lão cười, nói liên tiếp hai từ không tệ. Đến đẳng cấp của lão, ham muốn đối với những thứ quyền thế gì đó trở nên nhạt đi rất nhiều. Giờ đây, chuyện làm lão thích nhất chính là nhìn thấy đan tháp ngày càng có nhiều luyện dược sư trẻ tuổi mà cường đại. Bởi như vậy mới có thể đảm bảo cho đan tháp mãi mãi trường tồn. Qua vòng thứ hai, hạng nhất vẫn thuộc về Tiêu Viêm, kế đến là Đan Hiên và Tào Hưu. Nghe được thịnh trưởng lão tuyên bố, lúc này khuôn mặt Diệp Trọng cùng Hân Lam trong khu vực của Diệp gia tràn đầy nét vui sướng. Biểu hiện từ đầu đến giờ của Tiêu Viêm đã nằm ngoài phán đoán của tất cả bọn họ. Lần khảo hạch ngũ đại gia tộc này đã làm cho họ hiểu thế nào là lực áp quần hùng. Giữa sân, lúc này thịnh trưởng lão vuốt ve chòm râu, cười híp mắt nói, linh hồn lực là căn bản của luyện dược sư. Nhưng khảo hạch của chúng ta không chỉ có trắc nghiệm độ mạnh yếu của linh hồn mà còn phải qua một cửa, chính là công kích linh hồn. Dù sao nó cũng là thủ đoạn công kích chủ yếu của luyện dược sư, khảo hạch cuối cùng này rất đơn giản. Năm người các ngươi đi vào trong gian phòng này, dùng linh hồn công kích giao thủ với nhau. Người nào có thể trụ lại cuối cùng liền là người thắng cuộc. Nói xong thịnh trưởng lão chỉ vào một gian phòng kín màu đỏ lớn chừng 10 trượng đang đặt trong sân nghe thế năm người liền gật đầu.
Vừa muốn đi vào bên trong, một tiếng cười thanh thúy như chuông gió vang lên trong đại điện, cắt đứt đi: "Thưa Thịnh trưởng lão, Tào gia muốn thay người, chẳng biết có được hay không?" Tất cả ánh mắt trong đại điện liền bị kéo về phía người đang chống đôi ngọc thủ lên bàn, thân nàng hơi nghiêng về phía trước, lộ ra những đường cong quyến rũ chết người, đó là Tào Dĩnh. Thịnh trưởng lão lúc này cũng hơi ngẩn người, đôi lông mày già chợt nhíu. "Hắc hắc, thưa Thịnh lão, theo quy củ, gia tộc đạt quán quân lần trước, có quyền thay người một lần. Xin ngài yên tâm, ta không có ý gì khác, chỉ là ngứa tay muốn thử một phen. Với lại ngài có thể phán Tào gia ta bỏ cuộc cũng được. Kết quả lần khảo thí thứ ba này không tính cho Tào gia, dù bị xếp hạng thấp nhất cũng được. Như vậy có được chăng?" Cái miệng như hoa đào của Tào Dĩnh khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi. Rõ ràng Tiêu Viêm mới chính là mục tiêu của nàng. Các bạn vừa nghe xong tập 114 của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.